Được rồi con yêu, đây là dụng cụ học tập của con đấy. Chúc con đi học vui vẻ, học ngoan nhá. Dạ vâng, con... túi rách rồi, đồ đạc của con rơi mất tiêu. Ôi không con yêu, ok đừng lo nhé, mẹ sửa được. Để coi, phải có gì đó ở đây hữu ích chứ nhở? Đã đến lúc ra tay xử lý vụ này rồi. Ta-da, một cái cặp mới toanh cho con gái rượu này. Wow, xinh quá mẹ ơi. Dạ rồi, con đi học đây, chiều con về nhé mẹ. Dạ thưa cô, hôm nay cô thích mang cái ba lô nào nhỉ? Không phải này, nhìn chán ỏm mà còn quê mùa nữa. Chà, hay là ba lô màu tím này, cái là bằng vàng thì sao? Chuẩn, hôm nay tôi muốn dùng cái này nè. Lựa chọn rất xuất sắc thưa cô, của cô đây, chúc cô một ngày đi học tuyệt vời. Phù, cuối cùng cũng xong rồi. Nhưng nào, đoán xem, liệu là hồng hay xanh lá đây? Xem nhé, đã đến lúc tìm ra sự thật. Màu hồng, tuyệt vời, màu này đẹp xuất sắc luôn. Minh Đan đỉnh quá. Gì vậy trời? Chị đang cố gắng ngủ đấy. Đang vui mà giờ thành bực rồi. Sao chị cứ phải gào lên thế? Mày vừa ném con bạch tuộc vào chị đấy à? Thôi xác định đi. Kiểu này mày không còn đường thoát đâu. Thế à? Thế chị định làm cái gì? Chiến thôi. Lại đây, chiến đấu đi. Mình cần vũ khí. Mày tưởng phao ống mà có cửa ăn chị á? Mơ đi. Chị sai rồi, em đang tấn công đây. Siêu mạnh nhá. Chết nè, chết nè. Hả? Thế sao hả? Bỏ cuộc đi. Có mỗi cái phao ống mà đánh khỏe thế không biết. Này, còn cái này thì sao? Đánh nhau bằng gối, có sợ chứ hả? Gối dưa hấu của em chắc chắn sẽ hạ gục chị. Thế á? Chiến đi. Ow. Hết cả hơi luôn rồi. Mệt xỉu. Không. Có phải chị thua rồi? Chị thua rồi. Đã bảo là em sẽ cho chị biết mặt mà. Mà còn chưa xong đâu. Khoan, mày đang làm gì đấy? Chị hỏi cục slime trên tay em đấy á? Ăn trưởng này, bom slime. Trời, trượt rồi. Úi da. Mày vừa ném slime vào chị hả? Trời ơi, dính đầy tường rồi. Thôi toi rồi, có gỡ cái quần nợ này ra được không ta? Thì chắc được. Hoặc là không. Ôi trời đất ạ. Nó kéo cả giấy dán tường ra rồi. Không biết băng dính có ổn không? Hay là keo? Trông mà thấy ghê ấy. Ôi cũng phải. Vừa xấu vừa lộ rõ ra thế kia mà. Khoan, cái phao ống. Hãy nhìn cái vòng phao ống tuyệt đẹp này đi. Giờ thì thêm dây đèn LED vào nhé. Luồn vào trong phao ống luôn. Chúng ta cắt đôi cái ống ra để tạo hình cầu vồng cân đối. Giờ thì ghép cầu vồng lại với nhau nè. Tiếp theo, chúng ta thêm bông để tạo mây nữa. Vừa rực rỡ vừa mê mịn. Ôi trời ơi, nhìn kìa. Hai đứa cùng nhau làm đấy hả? Các con làm mẹ vui lắm. Ôi trời đất ơi, trên tường có cầu vồng đẹp chứ kìa. Các con mẹ thông minh quá. Chuyện này cũng hay đấy chứ. Để lật sang trang nhé. Chúng ta đều rất ngầu đấy. Được rồi, lợn hồng, chào lên xe tải nào. Con bé thật dễ thương lúc chơi với đồ chơi. Bíp bíp, cho chúng tôi qua nào. Đi nào em bé và thả con. Vrrm. Au, au, à. Ôi trời đất ơi, sao thế? Sao con lại không vậy? Thôi ngoan nào, nói cho mẹ nghe xem có chuyện gì. Ôi trời đất, có đỡ đau không con? Khổ thân con gái cưng của mẹ, phải có cách nào làm giảm sưng chứ. Chờ một chút, mình đã có cách giúp bé con rồi. Ngồi im đây nha, mẹ có kế hoạch này. Vâng, alo, bên bạn có thể ra hôm nay không? Được à, chào chị là người đàn hai cái thở mà. Tôi sẽ chạy ngay đây nhé. Yay, vui quá đi. Vroom, xe tải đây. Nhìn con bé bò lồm ngổm kìa. Cưng quá đi mất. Hả? Chị gì ơi? Wow, chị đang ở tầng mây nào đấy? Mong chị thanh toán cho. Phải, đúng rồi, thanh toán. Của cậu đây, chỗ này chắc đủ rồi ha. Khoan, chị trả thiếu rồi, cái thảm này là 100 đô. Thấy rồi. Chúng tôi là ngoại lệ được không? Chán, không có tiền là thế đấy. Con tôi nhìn thấy thương chứ kìa. Mà chờ chút, mình nhìn thấy giải pháp rồi. Được rồi, cho mẹ mượn phao ống nào. Chúng ta có việc cần làm. Mình sẽ dùng dao cắt dọc phao ống ở chính giữa như thế này. Mình muốn cắt thật thẳng làm hai nửa. Được rồi đó, giờ mình có thể tách hai nửa ra và úp xuống. Chúng ta sẽ cắt ở đây nhé.
ở các đầu. Nhớ là cắt cả hai nửa của vào ống nha. Tốt rồi, cắt thêm vài đường ở đây nữa nè. Cứ cắt các miếng vào ống bằng nhau là ok là. Trông cũng dây gì vào này nọ đấy. Mình sẽ xếp chúng lại. Hãy để lệch như thế này cho các cục xen kẽ nhau. Và xong rồi. Con yêu, mẹ làm cái này cho con nè. Chắc chắn con sẽ mê nó cho mà xem. Mẹ làm gì cho con ạ? Wow, thích quá mẹ ơi. Lại đây gấu và thỏ, chúng ta chơi nào. Mẹ ơi, mẹ là số 1. Đã đến lúc hát bài hát của mình rồi gấu. Kỳ thì không hát nhé. Đã đến giờ dậy rồi hả trời? Ôi trời ơi, quá giờ từ lâu rồi. Mình sẽ trễ mất thôi. Tránh đường đi. Khỏi nghĩ đi, cứ vớ tạm cái gì mặc là được. Được, ok đấy, cởi áo choàng ra và mặc đồ xinh vào. Ok ok, trang điểm, chải tóc. Thôi cứ xõa ra vậy, vẫn xinh mà. Giờ thì đến phấn phủ. Tốt, thế đủ rồi, chỉ cần đeo trang sức nữa thôi. Chưa chuẩn bị xong hết nhưng mà đã xinh rồi. Khoan, mình vẫn chưa đi giày, không ổn chút nào. Sao ngăn kéo lại bừa bộn vậy trời? Bị tất màu cam này, hợp với màu áo nè. Ok, rất là thời trang đấy. Chỉ cần tìm nốt chiếc kia thôi. Không, không đúng rồi. Màu đỏ, xanh, vàng. Lại xanh nữa. Đâu rồi hả trời? Tôi cần bị tất màu cam cơ. Chắc chắn là phải ở trong này. Sao mình có nhiều tất thế này? Toàn cọc cạch chứ. Sao thế này? Còn mỗi một chiếc trong này. Thôi, đành đi tạm chứ biết sao giờ. Nhìn có chán không cơ chứ? Lúc nào cậu muộn rồi để mình chờ dài cổ. Sao cậu lề mề thế hả? Tôi có chút vấn đề. Vấn đề biết tất. Vấn đề biết tất là cái của nợ gì? Hiểu rồi. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu xử lý. Vào trong đi. Ok, chúng ta sẽ cần một giải vải nỉ. Và tất nhiên chiếc súng bắn keo đa năng. Tôi sẽ cần phun vài đường ở rìa và cả ở giữa nữa. Ba đường keo chắc là đủ rồi đấy. Và rồi tớ sẽ đặt miếng vải nỉ lên trên, thêm keo nữa nha. Hai đường là được rồi. Và trở lại với vải nỉ xanh, tớ sẽ thêm nhiều lớp vải nỉ nữa, nhưng với nhiều màu khác nhau. Giờ thì kéo các lớp ra và ta-da! Nhìn này! Và chỉ thế thôi, biết tất đã được sắp xếp gọn gàng. Cậu không phải lo lạc mất một chiếc nữa đâu. Tuyệt! Cậu là nhất! Để tớ đeo tất vào nào. Cảm ơn cậu nhiều, cậu đúng là bạn thân của tớ. Đi thôi! Giờ thì nhớ gọi mẹ thường xuyên đây nhé. Và quan trọng nhất là con phải thường xuyên tưới nước cho cây. Cầm lấy cái này và bình tưới nước này. Chăm cẩn thận nha. Ok, sẽ nhớ con lắm. Mẹ yêu bé nhiều. Bye con. Trời, mình kết phải chăm sóc cây. Chà, thôi đi với chị nào cây ơi đi nhé. Chả hiểu sao mẹ quan tâm tới cái cây nhiều đến vậy. Đó. Cuối cùng cũng được thỏa thích chơi guitar to tùy. Mẹ đi công tác, con ở nhà một mình, thật vui. Chuẩn rồi đấy. Rock nổi lên nào. Chơi game một tí nào. Giờ tôi chỉ muốn đánh một giấc dài. Tập thể dục buổi sáng khỏe cả người, năng động cả ngày. Xuất sắc, và giờ thì đi học thôi. Phải làm xong bài tập về nhà ngay lập tức. Như vậy mình đỡ phải lo thấp thỏm. Đuổi lũ khủng long đi. Trễ giờ học mất rồi, phải chạy nhanh thôi. Thật lòng là trò này càng chơi càng chán hòm. Thôi thôi, chả thèm chơi nữa. Cảm giác như mình đã quên gì đó. Chờ một chút. Ngày nào rồi? Hôm nay mẹ sẽ về nhà. Ôi không, đúng là mình đã quên bẵng đi mất. Nhìn khủng khiếp quá. Phải làm sao bây giờ? Tốt, hay là mình cứ thử tưới xem có cải thiện được gì không. Trong này còn chẳng có nước. Chán mình thật. Hay là mình tưới bằng nước ngọt? Có ổn không nhỉ? Không, đừng chơi dại mà. Có khi còn làm nó tệ hơn ấy. Ô này, hay là dùng cái bình nhỉ? Xịt xem nào. Cây ơi, mau xanh trở lại đi. Có được không vậy? Chẳng ăn thua gì. Này, đợi một chút. Hay là mình dùng cái đó nhỉ? Ok, mình sẽ úp ngược cái chậu xuống. Và rồi đổ sơn trắng rồi sơn cam vào đây. Tiếp theo, xanh dương rồi hồng. Và cuối cùng là màu vàng cho nó rực rỡ. Và mình sẽ đổ sơn lên trên chậu. Nhưng hãy cẩn thận nhé. Nhìn kìa, màu hồng chảy nhiều hơn rồi này. Và giờ tới màu xanh dương và cả xanh lá nữa. Chuẩn rồi đấy, có đủ các màu luôn. Đợi cho sơn khô lại là ok. Tiếp theo lấy vào ống nhé. Và cả một con dao để cắt nó. Đó, mình tạo các khía và cắt tỉa cho giống cây xương rồng nào. Tỉa xong trông cũng giống cây thật phết đấy chứ. Được rồi, có hình rồi. Tô sơn thôi nào. Sơn màu xanh lá cây này sẽ giúp cho cây trở nên sống động. Wow, nhìn được phải chứ.
thì mình sẽ thêm vài chấm vàng. Và rồi để cho nó giống y như thật, ta thêm gai nè, cắm thẳng vào phần chấm vàng, nhìn đẹp quá. Xong rồi, mình sẽ xiên cọc vàng và cắm thẳng vào chậu. Mẹ ơi, mẹ về con vui quá. Mẹ đi có vui không ạ? Có chứ, nhưng mẹ nhớ con lắm. Con thì sao? Con ổn ạ, con đã tưới cây như mẹ dặn đó. Wow, con gái mẹ khéo quá ta. Nhưng mẹ đâu có bảo con trông xương rồng đâu nhỉ. Nhưng mà đẹp lắm. Mẹ biết con mà, con chăm sóc cây cũng khéo lắm. Ừ, may mà con này thế, vì mẹ có quà cho bé nè. Ơ, một cái cây nhỏ con. Con cảm ơn. Nhảy lên nào gái ơi, selfie. Này, mở cửa ra. Cậu có nghe thấy gì không? Ai gọi vậy nhỉ? Chào, có chuyện gì trong này hả? Mấy đứa này bật nhạc giật đung đung. Bà đang ngủ đấy nhé. Hả? Ai gọi bà ngoại đến vậy? Bà ngoại, sao con dám? Hãy xem đây, bà già làm được thế này không? Mãnh liệt quá, đã ghê. Ôi. Ok, có cần thiết như vậy không? Lẽ ra tớ không nên mở cửa. Cậu có thấy không? Vậy giờ chúng mình làm gì? Nhìn mà xem, hỏng mất tiêu rồi. Bà ấy trông rất tức giận. Có ai biết beatbox không? Tiếc thế là tàn. Đi thôi các nàng ơi. Nhưng chán quá đi mất. Ít ra mình vẫn có đồ ăn vặt và nước. Và của mình hết. Mình đã nghĩ ra một ý hay. Mình cần một ống đĩa cứng dài, kích thước hoàn hảo nè. Tiếp theo, mình cần điện thoại. Mình sẽ vẽ một đường ở đáy điện thoại. Chỉ cần thế thôi, giờ thì cắt nó ra. Tất nhiên chúng ta cần sơn một lớp màu tím này, đẹp quá. Mình sẽ sơn kín cả cái ống. Khi sơn khô, mình sẽ cần hai gốc giấy. Cắt một lỗ trên gốc, sau đó mình sẽ gài hai đầu của ống vào lỗ. Thế này nè, vậy là xong. Hệ thống loa của riêng mình, chạy thử xem sao. Mình sẽ đặt điện thoại vào khe và rồi bật nhạc. Nhảy thôi. Thế này mới đỉnh nè, tiệc vui lắm Grace. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi nè. Ô, chào Mindy, cuối cùng cậu cũng đến. Cậu sống ở đây thật á? Thì chào. Cậu ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà. Có gì nách khơi tây. Món tủ của tớ. Ok, cảm ơn. Tớ đang đói bụng. Thế này không được. Mình vừa mới làm móng. Cũng vừa tới. Trời ạ, muốn lấy Bim Bim. Bực mình quá đi mất. Ok, lần này. Móng tay xinh của tôi. Tất cả là tại cậu. Wow, tôi đã. Bình tĩnh nào, để tớ sửa cho nhé. Tớ chỉ cần miếng lót cốc này thôi. Chà, miếng bìa cắt tông. Xem nhé. Tớ đặt hai miếng bìa lên bàn, rồi lấy súng bắn keo nè. Tớ sẽ phun keo theo rìa của miếng bìa cắt tông. Chỉ cần làm một mặt thôi. Sau đó dán miếng kia thẳng đứng. Tớ sẽ nhấn xuống để chúng dính chặt vào nhau. Tớ đã cắt hình tròn bên trong một miếng bìa cứng khác, làm tương tự với miếng này, dán vào ngay đây nè. Tiếp theo tớ sẽ dán bìa cứng hình tròn trên một hình vuông, dán ở chính giữa nè, rồi làm tương tự với mặt bên kia. Bây giờ tớ cuộn miếng bìa thành hình ống tròn. Tớ sẽ dùng giải này để cố định nó. Có vẻ chắc chắn rồi. Tớ đã đục một lỗ ở mỗi đầu của ống. Tiếp theo tớ sẽ để một xiên gỗ qua lỗ. Hoàn hảo luôn. Ống sẽ ở bên trong. Tớ đã đục lỗ ở một mặt để giữ xiên gỗ. Nó phải quay được đấy nhé. Giờ thì hoàn thiện chiếc hộp. Tớ sẽ đặt đĩa bìa cắt tông lên trên, làm thêm hai hộp nữa. Nhưng chưa xong đâu, tớ sẽ cắt một miếng bìa cắt tông và phun keo lên rìa. Đây sẽ là nền của tớ. Tớ giữ đến khi nó dính chặt. Tớ sẽ làm tương tự với mặt bên kia. Sau đó tớ gài một miếng bìa cứng dài vào đáy. Giờ tớ có thể gắn các hộp vào. Tớ sẽ lật cho hộp ngửa lên trên. Ok rồi đấy. Vậy là có hộp Bim Bim tự động. Wow, hấp dẫn đấy. Tớ sẽ ăn vị này. Sao không lấy được? Cậu đang đùa tớ à? Để tớ chỉ cho. Xoay cái đĩa và Bim Bim sẽ rơi xuống cốc. Wow, xịn xò quá nè. Và tớ không bị gãy móng nữa. Đúng vị tớ thích. Tớ cũng thấy thèm ăn rồi. Tớ xứng đáng được ăn ngon. Bà cháy bọ chét. Kể ra cũng không tệ lắm. Tuyệt vời chứ. Bức tranh đẹp quá đi thôi. Mình nên làm gì nữa ta? Chơi với đồ chơi. Wow, wow, chết nè. Mình rất thích khủng long. Ngầu như trái bầu. Nuôi chúng chắc vui lắm. Dù sao thì tiếp tục nào. Oh yeah. Nhìn Grace kìa, con bé có trí tưởng tượng thật phong phú. Ước gì mình có thể làm gì đó cho con. Nghĩ xem nào. Con bé sẽ thích. Nhưng nó lại quá đắt đỏ, mình lấy đâu ra tiền?
phải làm sao bây giờ? Mà chờ một chút, biết đâu mình có thể tự làm. Và mình chỉ cần bìa cắt tông. May mà chúng ta có rất nhiều luôn. Bắt đầu với thùng to này, mình sẽ lấy kéo. Mình sẽ cắt một đường chéo trên nắp thùng, cắt xuống góc bên dưới nè. Sau đó mình sẽ làm tương tự với bên đối diện. Giờ thì lấy ra cây súng bắn keo quen thuộc. Mình sẽ phun keo trên rìa, cẩn thận để không dây ra tùm lum. Giờ mình có thể dán các nắp vào nhau. Đục một lỗ tròn ở đây này. Với thùng thứ hai, mình cắt giống hình đầu khủng long, đặt lên trên này. Phải sơn màu cho nó nữa. Màu xanh lá rất hợp với chú khủng long đấy. Giờ mình dùng bình xịt sơn cho nhanh. Vẫn còn nhiều việc cần làm. Mình sẽ phun keo lên đầu, rồi dán miếng bìa cứng hình răng cưa này lên đầu. Đẹp phết. Mình sẽ làm tương tự ở phần sau của thùng. Phun một đường keo từ trên xuống dưới thế này. Chỗ này để gắn đuôi này. Giờ thì thêm vài chi tiết cuối. Thử đi nào con yêu. Ôi trời ơi, con là khủng long nè. Lùi lại. Con sẽ bắt được mẹ. Sợ quá đi mất. Kể ra mà được đi spa thì thích, nhưng làm gì được chứ. Và nhìn trang sức đi này, mình vẫn nhớ cái hồi đeo toàn vòng vàng đính kim cương đầy người. Mọi thứ thay đổi rồi. Con thấy vòng đó đẹp mà mẹ. Lúc nào mẹ cũng đẹp lộng lẫy. Cảm ơn con yêu. Mẹ phải đi rồi. Bye Grace. Mẹ đi làm vui nhé. Cơ hội đây rồi. Cuối cùng mình cũng có thể đột kích hộp trang sức. Wow, u là trời. Mình sẽ giống như người mẫu. Mẹ còn gì nữa nhỉ? Bông tai sặc sỡ nè. Và cả đông nhẫn. Wow. Về nhà rồi. Mình cứ như người lớn. Mẹ đã về rồi á? Thôi tôi đời rồi. Grace ơi, mẹ về rồi. Chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Mình phải làm gì bây giờ? Bừa bộn lắm luôn. Kiểu gì cũng bị mẹ mắng cho một trận. Trời ạ, không ăn thua gì. Bật chế độ tốt chứ. Hoàn hảo. Này, trò này cũng hay phết. Cứ tưởng sẽ không bật được. Mẹ ơi. Yuhu. Mẹ không nhận ra là mình ở đây. Chờ chút, mình có thể dùng bìa cứng. Đúng thứ mình cần rồi. Đặt bàn tay lên miếng bìa, rồi vẽ xung quanh nè. Mình đang vẽ viền của bàn tay. Mình sẽ tạo nên một kiệt tác, rồi mẹ sẽ phải trầm trồ. Ok, phần đầu tiên đã xong, giờ thì cắt nó ra, sau đó phun keo lên trên. Mình sẽ phun vào lòng bàn tay nè. Tốt nhất cứ phun nhiều keo cho chắc ăn. Có vẻ đủ rồi đấy. Mình đã cắt một hình bàn tay nữa, dán vào nè. Bây giờ mình sẽ sơn nó. Màu cam này thật là tươi, đẹp xỉu luôn. Rồi để cho sơn khô, mình sẽ làm đế cho nó bằng một miếng bìa cắt tông hình tròn. Và đây chính là thành phẩm. Đập tay nào. Ui, quên mất, mẹ ở kia. Không thể chơi bời cả ngày. Vẫn còn nhiều việc cần làm, chuồn chuồn thôi. Xin phép nhé, cho con qua. Ui, suýt thì quên mất. Chạy vòng vòng nãy giờ đói meo cả bụng. Ăn miếng kẹo đã. Và mình biết chính xác phải ăn gì. Chắc mẹ không giận đâu, cho con nhé. Dù sao mẹ cũng đang ăn kiêng mà. Kiệt sức luôn. Quay về như cũ nào. Mẹ ơi. Có chuyện gì thế này? Ôi vòng cổ của tôi. Sao con dám? Đừng hoảng hốt, con đã lo hết rồi. Gì vậy? Cho trang sức của mẹ à? Ý tưởng hay đấy. Mẹ sẽ đặt nhẫn lên đây. Tuyệt quá. Mọi thứ đều gọn gàng và ngăn nắp. Không thể tin được là con tự làm. Con khéo tay quá. Vâng, con biết. Ý là nó rất tiện tay. Mẹ hiểu không? Để mẹ thưởng cho con. Hử? Sao lại thế này rồi? Kỳ quặc ghê. Con cảm ơn. Con rất thích sô-cô-la. Ngon tuyệt quá mẹo. Mầm mầm thôi. Cảm ơn cún. Ôm mẹ cái nào. Thật không công bằng. Mẹ ơi. Gì hả con? Mẹ nhìn nè, mẹ mua cho con nhé. Đi mà. Ừ được, tất nhiên. Wow, thật không thể tin nổi. Tặng cho bé nè. Ôi, con cảm ơn. Gì đây? Quả cầu tuyết ạ? Con phải làm gì với quả cầu tuyết chứ? Hả? Con không thích à? Con muốn này cơ. Sao mẹ lại làm vậy với mình? Mình không bỏ cuộc đâu. Mình chỉ cần cố gắng thuyết phục thêm thôi. Có công mài sắt có ngày nên kim. Mình phải ăn nhiều rau hơn. Sao thế hả con? Đổi giấy lấy cái này mẹ nhé. Con đang đùa mẹ hả? Rồi, mẹ sẽ làm mọi thứ để được bình yên.
Wow, cửa hàng đồ chơi này xịn quá. Mình phải tỏ ra thật chuyên nghiệp. Chị đang tìm cái này, con gái chị nhắc hoài đến nó không thôi. Em làm ơn tìm giúp chị nhé. Vâng ạ, ở ngay bên kia ạ. Thật sao? Wow, lại còn đang giảm giá. Hôm nay mình may ghê. Khoan, không thể như thế được. Sao thế? Không, đồ chơi. Vậy là bán hết rồi. Đi chơi mất chỗ thôi. Chúc may mắn lần sau. Không, em không hiểu được đâu. Chị cần nó. Đành phải nghĩ cách khác thôi. Hay là mình dùng bìa cắt tông nhỉ? Mình đã nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ ghép các miếng bìa vào nhau để tạo thành một chiếc hộp. Kẹo sẽ lan ra từ cái lỗ này. Giờ mình sẽ gắn que gỗ vào mặt bên. Cắt và chồng các lớp bìa cắt tông lên nhau. Mình sẽ xiên que gỗ qua phần đầu của chồng bìa, rồi đặt dây chun vào hai đầu của hai que gỗ, rồi đặt nó vào trong hộp nè. Phần này sẽ nằm trên phần có lỗ. Mình sẽ kéo dây chun sang bên que gỗ đúng như thế này, rồi kéo cả bên kia nữa. Và cho kẹo vào thôi nào. Khi mình nhấn bìa cắt tông, kẹo sẽ rơi ra qua lỗ. Tiếp theo, mình cần làm nốt phần trên đỉnh, dựng các miếng nghiêng thế này, rồi ghép tấm phía trước vào nè. Mình sẽ đặt khối trong suốt lên trên hộp, rồi đóng nắp lại, cho kẹo vào trong thôi. Đây là loại mà Sunny thích. Mình sẽ tạo hình khuôn mặt. Một khuôn mặt vui nhộn. Được rồi. Con thấy thế nào Sunny? Ôi, máy kẹo có sự tự động. Nhấn vào mũi và xem có gì xảy ra đi. Con thích lắm. Con muốn nữa. Để dành cho mẹ nữa. Con không hứa chiếc gì đâu nha. Mẹ. Gì nữa? Mẹ nhìn nè, con muốn nó. Nhưng tôi còn thắc mắc làm chi. Chị trễ thanh toán rồi chị biết không? Chờ đã, chắc tôi còn ít tiền ạ. Chị có nhận dây không ạ? Xin lỗi, tôi chỉ có thế. Không, đủ rồi, mời chị ra khỏi đây. Tôi có nhận dây không ạ? Đúng là xúc phạm mà. Không trả tiền thì mời chị đi nơi khác mà sống. Nhà này chẳng thiếu người muốn mua đâu. Yêu việc này quá. Tôi rất biết giao tiếp với mọi người đấy. Nhà mình đâu có trang trí gì đâu ta. Có chuyện gì vậy? Nhà đang bị bán sao? Ủa? Mình bị đuổi ra ngoài sao? Chuyện gì vậy trời ơi? Đừng hòng tu chuyển đi đâu nha. Quá trời phế liệu luôn. Ok, gì nữa? Mẹ! Gì đây? Con thấy rồi à. Mình phải chuyển nhà sao? Chẳng chơi đi được. Mà chờ một chút, con đã nghĩ ra cách rồi. Chỉ cần các hộp này thôi. Mình sẽ đặt một hộp ở đây. Cũng cần dùng bán keo nữa. Mình sẽ phun keo lên mặt trên của hộp, rồi dán hộp thứ hai lên nó. Sau đó thì lật nó nằm nghiêng. Mình sẽ xếp thêm hộp lên. Giờ mình cần ống bìa cắt tông này. Mình sẽ phun keo dọc theo mặt bên. Vậy chắc là đủ rồi. Mình sẽ nhấn ống vào các hộp. Vẫn thiếu gì đó. Đúng rồi, đây sẽ là nóc nhà. Vừa như in luôn nè. Tiếp theo mình cần trang trí nó. Chính những chi tiết nhỏ làm nên sự khác biệt. Giờ thì lớp mái nè. Mình đã làm hình nửa quả chanh bằng bìa cứng. Và bông múa nhỏ xinh này nữa. Trông thật vui nhộn ha. Mình muốn tạo nhiều màu sắc. Đây sẽ là bước cuối cùng. Quầy nước chanh của riêng mình. Suýt thì quên mất. Mình cần nước chanh nữa. Vậy là đủ hết cả rồi. Rất chi là ưng ý luôn. Đã đến lúc cắt băng khánh thành. Mong rằng mình sẽ phát tài phát lộc. Giờ thì đợi người mua thôi. Nóng dã man. Chào, bạn cho tôi một ly nhé. Như chơi đuối với đồ cọc. Đi chơi với cậu vui thật đấy. Ôi, tớ thích nước chanh lắm. Đi nào, cho tớ hai ly. Đây đây, cầm tiền đi nè. Bíp bíp tránh đường. Cho tớ. Ok. Yay. Wow, giàu rồi. Mẹ ơi, nhìn mà xem, con là nữ doanh nhân nè. Cướp ngân hàng không phải là mô hình kinh doanh tốt đâu con. Nhìn nào, đi theo con. Con đã mở quầy bán nước chanh. Ôi, mẹ rất tự hào với con. Con mẹ giỏi quá. Khoan, con có khách hàng kìa. Ở đây có nhiều nước chanh lắm. Hôm nay mẹ con mình sẽ rất bận. Ai nữa? Được rồi cả lớp, ai trả lời được các câu hỏi nào? Em! Để xem nào, Sunny!
chuẩn. Em đã mong là cô gọi tên em. Ừ, cao quá nè. Vấn đề nhé, em làm đi. Cô sẽ không thất vọng đâu ạ. Được thế thì còn gì bằng. Mình vẫn đang làm tốt. Tốt đấy. Em xong rồi. Gì vậy trời? Dạ cô ơi. Em đùa cô à? Mà phải, sao thật được chứ? Chẳng thể giải thích khác được. Em làm tốt không ạ? Để cô nhìn cái đã. Thật ra khá thú vị đấy. Cô không trách về câu này đâu. Em tưởng đáp án là 4 ạ. Còn câu này thì sao nào? Thì sao là sao ạ? Đó là số 5. Ừ, cô không nghĩ là đúng đâu. Làm thế nào bây giờ? À đúng rồi. Đầu tiên mình cần một miếng bìa dài. Rồi mình sẽ viết các số lên đó. Như thế này. Rồi cắt các số đó ra. Mình sẽ dùng hạt nhựa trang trí lên. Trông thật sáng và sặc sỡ nè. Chuẩn không cần chỉnh luôn. Đây là khuôn tô số vô cùng tiện lợi. Ôi, xịn sò quá à. Quả là ý tưởng hay. Được rồi nè, em thử đi nào. Em sẽ đặt nó áp vào bảng đen. Rồi dùng phấn tô theo khuôn để cho ra các chữ số. Cách này dễ hơn biết bao nhiêu. Ước gì em có khuôn từ trước. Biết ngay là sẽ có tác dụng. Em xong rồi. Xuất sắc đấy Sunny, em xứng đáng điểm A cộng. Cô rất tự hào về em. Ôi, thật à. Wow. Một đĩa spaghetti siêu bự của mình hết luôn. Ai cần nĩa chứ. Ngon bá cháy. Con đang làm gì vậy? Ôi trời đất ơi. Đủ rồi cô nương ạ. Hả? Chuyện gì vậy? Sáng loáng. Thế này mới chuẩn bài này. Và quan trọng hơn cả, không còn dây bẩn. Ngon tuyệt cú mèo. Con sẵn sàng đi học chưa? Chào Nora. Chào. Bạn xanh lá đó là ai? Của thi hóa trang à? Ôi không, mẹ quên mất. Thôi, không sao ạ. Làm gì được chứ? Nhìn bé kìa, hóa trang dễ thương xỉu. Chúng ta có thể làm được gì nhỉ? Đợi mẹ một xíu thôi, để mẹ nghĩ đã. Dùng gì được đây? Chẳng có nhiều lắm nhỉ. Mà chờ một chút, mẹ có thể dùng thùng các tông. Vào việc thôi nào, mẹ sẽ cần một cây kéo. Trước tiên mẹ sẽ cắt đường chéo theo rìa của nắp thùng. Sau đó mẹ làm tương tự với bên kia. Giờ thì gấp các nắp lại. Tiếp theo mẹ sẽ cần súng bắn keo. Chỉ cần phun keo dọc theo rìa, giúp cố định tất cả. Sau đó mẹ sẽ cắt một hình tròn, cắt ở cả hai bên luôn nha. Với một thùng cắt tông khác, mẹ sẽ cắt một hàm răng, rồi dán chúng lại với nhau. Đặt tấm này lên đỉnh và một tấm nữa ở phía sau. Cuối cùng chúng ta cần đuôi. Hoàn hảo luôn. Nhưng cần phải sơn một lớp đã. Nora, xem mẹ có gì này. Là một chú khủng long. Cuối cùng con vẫn được hóa trang. Đáng yêu lắm. Đi vào trong đi. Rau. Chơi vui nhé con gái. Tớ đây. Và tớ là khủng long đáng sợ. Hả? Con thắng ạ? Tuyệt vời ông mặt trời. Muốn khoe với mẹ quá. Con thắng mẹ ơi. Này. Wow, và tất cả là nhờ mẹ. Ý là làm tốt lắm con yêu. Chúng mình đi ăn mừng thôi. Đi mua kem ăn nhé. Con đã thấy thứ gì con thích chưa? Wow, ù là trời, là Hucky Wucky. Đẹp dã man con ngan. Mình muốn có nó. Mình thấy thật sành điệu. Đây là phụ kiện đỉnh cao đấy. Mình chưa bao giờ vui như vậy. Mẹ ơi, mua cho con. Ok, từ, khoan. Còn lâu cô ơi, của con. Không ổn chút nào. Con bé mới, chắc là cửa hàng còn nữa đấy. Đó là cái cuối cùng. Không công bằng. Con muốn đổi chơi. Đứng dậy đi con. Không, con đang thể hiện nỗi thất vọng của mình. Không, con đang quấy mẹ thì có. Nhưng mẹ biết cách xử lý rồi. Mình sẽ gấp một tờ giấy màu xanh làm đôi. Sau đó gấp đôi theo chiều dọc. Tiếp theo mình gập một nếp nhỏ ở đầu, lấy một góc rồi gấp vào giữa như thế này này. Mình sẽ làm tương tự với góc bên kia.
miết chặt tay để tạo thành nếp này. Mình sẽ lật tờ giấy lại và gấp điểm nhọn ra sau. Mình đang gấp giấy thủ công, nhưng chắc chắn con gái sẽ thích. Mình chỉ cần gấp thêm vài đường nữa. Kết quả sẽ như thế này. Tiếp theo mình cần vài chiếc dây buộc tóc. Xoắn vào hai ngón tay như số 8 và làm tương tự với dây buộc tóc thứ hai. Mình sẽ kéo dây buộc tóc màu hồng qua dây màu tím, thế này thôi. Cứ tiếp tục làm như thế và thêm dây buộc tóc, cuối cùng đã thắt bím xong. Giờ mình chỉ cần siết nó lại. Mình lồng nó vào hai đầu của tờ giấy đã gấp và dùng băng dính để dán chặt lại. Dán một đôi mắt to tròn và vẽ miệng này. Vậy là có vòng tay Hucky Wucky. Sao vũ trụ này lại tàn bạo như vậy? Xem mẹ có gì này, con có thích không? Đứng dậy đi rồi mẹ cho. Cho con, đẹp quá đi mất, con thích lắm ạ. Đi thôi con yêu. Cốc cốc. Ôi, xin lỗi vịt con nhé. Đồ chơi vương vãi khắp sàn thế này. Căn phòng đáng yêu của tôi, bừa bộn dã man. Nora không bao giờ cất đồ chơi. Phi nước đại ngựa ơi, con chào mẹ. Nhìn mẹ bực thế, thôi con chuồn đây nhé. Còn mình thì dọn dẹp, ngày nào cũng ngần này việc đến tay. Buổi sáng làm nhanh cho xong, rõ là lắm đồ chơi. Sạch rồi đấy, giờ thì thư giãn thôi. Cái quái, này, woohoo, vui quá đi, Nora. Hả, sao nó ở đây ta? Con làm gì rồi hả? Dọn dẹp ngay cho mẹ. Ôi không, sao con dám, đưa băng dính đây. Đã nghĩ ra cách rồi. Đi ra Teddy, mình sẽ đặt ghế ở ngay đây. Cần thêm một chiếc ghế nữa. Ok, ổn rồi đấy. Giờ mình cần băng dính. Mình sẽ quấn quanh hai chiếc ghế. Vậy chắc là đủ rồi. Mình sẽ dán đầu này vào ghế. Nora, lại xem này. Gì vậy ạ? Cho đồ chơi đấy. Chúng sẽ dính vào băng dính. Nhìn vui ghê. Ê, là la. Con muốn ném một lần nữa. Hiệu quả rồi. Và không còn đồ chơi trên sàn nữa. Ước gì mình nghĩ ra cách này sớm hơn. Không, unicorn ăn chay. Mình thì đang ăn burger. Mẹ đang ngủ. Cơ hội đây rồi. Phải thật khẽ mới được. May mà mình đã giấu sơn móng tay từ trước. Mấy màu này đẹp xỉu luôn. Mẹ thực sự cần được làm móng. Mẹ may mắn vì có mình. Nhột quá đi. Dừng lại, unicorn. Mẹ sẽ có bộ móng đẹp. Hả, có chuyện gì vậy? Nora, con làm gì vậy? Con phải tập thêm kỹ năng này đấy. Mẹ đã nghĩ ra rồi. Đã đến lúc mua sắm online. Để mẹ xem nào. Nhìn được đấy. Wow, nhanh như chớp. Xin chào, của cô đây ạ. Nora, mẹ có cái này cho con. Cho con xem. Kiểu gì con cũng sẽ thích nó. Mẹ mua bàn tay ạ. Cái này sẽ giúp con tập sơn móng tay. Wow, ngầu ghê. Vào việc thôi. Vui quá mẹ ơi. Mẹ, con sơn móng rồi. Con phải làm gì nữa? Để mẹ chỉ cho. Con chỉ cần lấy các móng ra thôi, dễ lắm luôn. Rồi con lắp móng mới vào là được. Sau đó thì con có thể sơn tiếp. Wow, công nghệ quả là tuyệt vời. Thử kiểu xéo sắc nào. Chán như con rán. Nhìn đi con, hải dẫm hàn con ngàn. Vâng ạ. Mẹ chơi với con đi. Chóng hết cả mặt. Chờ đã. Quả bóng bay xịn nhất quả đất. Mẹ vẫn thức. Mẹ ơi nhìn kìa. Tuyệt, không thể bình yên mà. Đưa cho tớ, tớ muốn nó. Thả ra. Không công bằng. Không thể để chuyện đó xảy ra. Chắc phải có gì đó trong túi mình chứ. Đây, ăn cam đi con. Không, làm gì có chuyện đó. Hả, không cần cái này. Bảo sao túi của mình nặng như vậy. Bóng bay này, đây chính là giải pháp. Quay lại đây. Ok, mình cho một viên bi vào trong quả bóng, rồi đẩy viên bi xuống đáy. Lấy một cuộn chỉ, mình sẽ quấn sợi chỉ quanh viên bi. Mình sẽ quấn thật chặt. Giờ mình sẽ đẩy viên bi vào bên trong quả bóng. Thế này thôi. Rồi thổi bóng lên. Tiếp theo là trang trí này. Mình sẽ dán bìa cứng và tạo khuôn mặt một chú hổ.
dễ thương muốn xỉu. Vậy là có đồ chơi cho Nora. Dài dài, cho bé nè. Còn lúc nào cũng muốn được nuôi hổ. Mẹ ơi, nó đang đung đưa, xịn sò hơn chó bóng bay nhiều. Lêu lêu. Cuối cùng cũng có được chút yên bình. Mong là bóng sẽ không nổ. Con thích lắm. Yay. Nóng dã man. Bé uống nước đi này. Nữa, còn một nữa. Quá hết cái gì, con cần chỗ nước này. Không. Đã quá đi thôi. Nè, thôi nghe, của mẹ. Nhưng mà nóng quá. Mất lạnh cả người. Chờ chút, mẹ có một ý tưởng. Mẹ cắt hai đường dài trên cốc. Sau đó mẹ bóp hai mảnh đó vào với nhau nè. Rồi thì cắt phần thừa đi. Tiếp theo mẹ gấp đáy cốc lại. Mẹ đục một lỗ ở đáy cốc. Sau đó mẹ sẽ luồn một sợi dây chun qua lỗ. Kéo sợi dây này, nhưng đừng kéo hết, để lại một vòng nhỏ. Rồi mẹ cuốn dây cao su xung quanh nó. Mẹ đã cắt sẵn vài miếng bìa cứng hình giọt nước. Mẹ sẽ dán các giọt nước vào thanh gỗ nhỏ. Mỗi giọt nước là một màu khác nhau. Ở bên dưới đáy mẹ cũng sẽ gài một thanh gỗ nhỏ. Giờ thì chúng ta sẽ trang trí nó. Cuối cùng là đánh số thứ tự. Tất cả những gì con phải làm là quay thanh gỗ. Claire ơi, xem mẹ có gì nè. Gì đấy ạ? Con sẽ thích cho mà xem. Mắt quá đi mắt. Đỡ nóng hẳn luôn. Mẹ béo, lưng mịn như bông. Các em đều là bạn thân của chị. Chúng mình ở bên nhau thật vui. Nhưng có một thứ mình yêu nhiều hơn gấu bông. Kẹo mút, kẹo ngọt thơm thơm. Và cháy bọ chết. Sao lại có răng cá mập trên đó? Mẹ ơi, cứu con. Lexi, sao thế con? Mẹ đây. Không sao đâu, đừng lo lắng. Nhưng răng con không còn ở trong miệng. Đưa cho mẹ. Nhanh nào, ngoan đưa mẹ đi. Thật là kỳ quặc. Con hãy để chiếc răng ở dưới gối, rồi tiên răng sẽ đến thăm con. Ok, nếu mẹ nói thế. Khi thức dậy con sẽ nhận được một món quà bất ngờ. Chơi gì đã sáng rồi à? Khoan, chiếc răng. Wow, mẹ nói đúng. Rau rồi. Tuyệt vời mặt trời. Hay quá kìa, con thật may mắn. Nhưng cất ở đâu ta? Con phải cất ở chỗ nào an toàn ấy. Và mẹ đã có chỗ cho con. Mẹ sẽ cắt các hình vuông bìa cắt tông. Giờ thì lắp ghép lại với nhau. Đầu tiên mẹ bắt đầu với một hình vuông, phun keo vào rìa bên này nè. Sau đó mẹ sẽ gắn thẳng một hình vuông khác, rồi làm tương tự ở phía bên kia. Chúng ta đang dựng khung. Mẹ sẽ đặt một mảnh nhỏ nối hai mảnh bên với nhau. Đây sẽ là khung cơ bản nhé. Sau đó mẹ gài một mảnh hình chữ U vào trong. Tiếp theo mẹ đặt một hình vuông khác lên trên. Với miếng bìa hình vuông này mẹ cắt hết phần giữa. Mẹ sẽ phun keo vào ba cạnh của hình vuông. Cẩn thận để không bỏ sót. Mẹ muốn dựng thật chắc chắn. Đây là chỗ giữ tiền của Lexi mà. Mẹ sẽ dán bìa các tông vào và để một mảnh nữa ở bên trong. Mẹ đã để trống một khe ở cả hai mảnh. Rồi đặt mảnh này lên trên. Xong rồi thì đặt tạm sang một bên. Mẹ dán băng dính vào hình vuông này. Sau đó dán nó vào chiếc hộp. Băng dính giống như bản lề. Bây giờ mẹ sẽ cho nó vào tủ. Đây sẽ là ngăn kéo. Nhưng vẫn còn vài bước nữa. Mẹ sẽ phun keo vào ngăn kéo. Phần này cần rất nhiều keo. Mẹ đã cắt một mảnh bìa cắt tông hình chữ nhật. Sau đó dán nó vào phần đã phun keo. Mẹ sẽ nhấn nhẹ để mảnh bìa dính chặt vào. Sau đó dán một hình vuông nữa vào phía sau. Bây giờ còn trang trí nữa là xong. Mẹ có hình mèo Hello Kitty. Phần này rất vui này. Mẹ sẽ tô mũi màu vàng và chiếc nơ đỏ dễ thương. Xinh quá đi mất. Giờ thì dán Kitty lên hộp. Vẫn thiếu gì đó. Bàn chân như măng cụt nè. Chỉ muốn cho con xem ngay. Xem mẹ có gì nè. Wow, đẹp quá đi mất. Hôm nay cho con đựng tiền đấy. Bỏ đồng xu vào ngăn kéo rồi đóng lại. Phần này mới thần kỳ nè. Đồng xu sẽ biến mất. Nó đâu rồi ạ? Lắc lên đi nào. Đồng xu vẫn ở đó. Con lại đang lo là mất. Con cảm ơn mẹ, tuyệt quá. Gì vậy? Đi kiểm tra nào. Quà cho Lexi. Mà mình đã chuẩn bị. Có ở đây rồi nè. Kiểu gì con bé cũng thích mê. Đồ chơi mà. Một chú ếch vui vẻ cười thật tươi. Không thể cứ thế này mà đưa. Mình đã chuẩn bị hộp quà dễ thương. Mình muốn nhìn mặt con khi nhận quà. Chắc chắn con sẽ ngạc nhiên lắm. Hình như Lexi đến. Mình sẽ giấu ở phía sau gối. Chào con yêu. Con chào mẹ. Ngồi đi nào. Không, đừng ngồi đó. Gì thế ạ? Không dám nhìn luôn. Cái gì đâu ạ? Làm ơn dừng lại. Mẹ nhìn này. Con bạch tuộc này buồn quá. Trông giống hệt mẹ.
mình chỉ muốn làm gì đó khiến con vui. Để xem có bị làm sao không. Ôi trời đất ạ, à, vỡ tan tành rồi. Có khi Lexi không để ý thấy. Mình có thể nói đây là trò chơi ghép hình. Mà sao được cơ chứ, chỉ có vứt đi thôi. Ồ, mình đã nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ dùng hộp này. Mình sẽ cắt màn hình vuông ra, sau đó cần dao dọc giấy, cắt nó thành các mảnh nhỏ. Mình cần các hình dạng khác nhau. Vậy là đầy đủ những thứ mình cần rồi. Mình sẽ bắt đầu với hình chữ nhật dài. Mình sẽ ghép thành một chiếc hộp. Đầu tiên, dán hai hình chữ nhật vào hai rìa. Sau đó mình cần một hình vuông nhỏ, mảnh lượn sóng có thể xuống đáy. Tiếp theo mình cần một chai nước rỗng. Mình sẽ đục một lỗ ở gần đáy chai nước. Mỏ hàn giúp cho bước này dễ hơn hẳn. Sau đó mình đặt một chiếc ống hút vào lỗ. Cần phải cố định ống hút. Vì vậy mình nhỏ keo xung quanh, siêu chắc chắn luôn nhé. Rồi chờ cho keo khô. Sau đó mình sẽ đặt nó vào hộp. Mình đã đục sẵn một lỗ ở trên mảnh bìa các tông. Lỗ này để cho ống hút đi qua. Rồi gắn phần nắp cho chiếc hộp nè. Bìa các tông gợn sóng rất phù hợp để làm môi. Mình sẽ dán theo đường cong. Mình sẽ dùng keo dán nó lại. Tiếp theo là bước trang trí. Mình dán miếng giấy màu hồng quanh phần đỉnh. Màu sắc mang đến điểm nhấn cho chiếc hộp. Sau đó mình dùng miếng dán khủng long. Mình sẽ chặn ngón tay vào đầu ống hút và đổ nước vào chai. Phần này hơi khó một chút. May mà mình giữ được tay ổn định. Chắc là đủ nước ép rồi. Mình có thể đóng nắp lại. Sau đó thì thả ngón tay ra. Wow, xinh quá nè. Không ngờ mình lại sáng tạo như vậy. Chỉ còn thiếu một thứ. Lexi, mẹ có cái này cho con nè. Wow, mình định nâng đấy à? Đúng rồi đấy, con dùng thử đi. Trước hết, đặt chiếc cục vào kệ. Wow, trọng trách lớn lao đấy. Giỏi lắm, bây giờ mẹ chỉ cần mở nắp ra thôi và nước sẽ chảy ra. Khi cốc đã đầy, mẹ sẽ đóng nắp lại. Uống thử đi. Đúng thứ mà con cần, con đang khát khô cổ. Ngon quá, con cảm ơn. Oh, sáng nay bé ăn gì đấy hả? Ăn, nhanh lên mẹ ơi, con đói. Kiên nhẫn nào, mong là con thích món này. Hấp dẫn quá. Chờ chút, sao mẹ lại được dùng đũa? Mình thì chỉ có một cái dĩa. Nhìn mà chảy nước miếng. Hả, có chuyện gì vậy? Cho con nhé. Cái này của mẹ, ăn cơm đi. Không, con không muốn ăn. Claire, con phải ăn mới lớn được. Con muốn ăn mì. Ok, được rồi, cầm đi. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Ok, dùng cái này thế nào nhỉ? Đợi con một chút thôi ạ. Con phải tập cầm đũa nhiều hơn. Khoan, được một hạt rồi. Chắc tay, thêm một chút xíu nữa thôi. Gần đến rồi, được rồi, mẹ có thấy không? Để thử lại xem sao. Mẹ ơi, con là móc nè. Mình có tham vọng quá không? Mình sẽ thử phương pháp trực tiếp hơn. Mình sẽ dùng đũa chọc cơm. Ha, biết ngay sẽ được mà. Ồ, tội nghiệp con gái nhỏ. À, Claire, biết đâu nữa con. Bữa trưa hôm nay sẽ rất dài đây. Trừ khi... Biết rồi, mình có thể dùng tăm. Chúng sẽ giải quyết vấn đề. Cần thêm một thứ nữa. Tờ giấy nhớ dán. Chờ mẹ một xíu nha Claire. Mình sẽ đặt giấy nhớ dán lên bàn. Rồi mình cần một chiếc tăm. Mình sẽ đặt tăm lên giấy nhớ dán. Mình sẽ gấp giấy bọc tăm lại. Chỉ cần gấp một đường nhỏ thôi. Mình sẽ cuộn giấy thật chặt quanh chiếc tăm. Mình sẽ cần keo cho phần tiếp theo. Phun keo vào gần cuối tờ giấy nè. Chắc thế là đủ rồi. Rồi tiếp tục cuộn chiếc tăm. Miết cho giấy dính chặt nè. Sau đó bẻ ở giữa cuộn giấy. Mình muốn tạo thành hình chữ V. Tiếp theo mình cắm một chiếc tăm vào đầu cuộn giấy. Mình sẽ làm tương tự với đầu bên kia. Chỉ cần cắm vào đó thôi. Đôi đũa cho người mới dùng. Claire ơi, cho con xem cái này nè. Mẹ làm riêng cho con đấy. Wow, đũa tí hơn. Con cứ nhìn người khổng lồ. Con phải thử ngay mới được. Dùng đũa tí hơn chắc là dễ hơn nhiều. Thử nào. Wow, mẹ có thấy không? Ngon quá. Con một nữa. Con thấy thật tự tin. Wow, quá trời luôn nè. Con gấp chuyên nghiệp chứ này. Làm tốt lắm con yêu. Giờ mẹ ăn được chưa? Mẹ chờ nãy giờ đói lắm rồi đấy. Thèm chảy nước miếng luôn. Phải thưởng thức. Claire, con đang làm gì đấy? Không gì ngăn được con, mẹ ơi. Wow, mẹ ấn tượng đấy. Thật nhiều hương vị. Con sẽ không bao giờ dùng dĩa nữa. Cảm ơn mẹ. Không có gì. Về nhà rồi, không phải học nữa. Ngoan nhé Claire. Bye bye. Oh, suýt thì quên mất. Hả? Mình thích thể hiện bản thân qua hội họa. Mình cảm thấy tràn trề năng lượng.
con chào mẹ. Mẹ thấy con trang trí nhà mình có đẹp không ạ? Kinh khủng quá, sao có thể như thế cơ chứ? Mình mới quay đi được một giây. Ôi, chóng mặt quá. Không nghĩ mẹ lại phản ứng như vậy. Đủ rồi, chỉ còn một cách duy nhất. Có phải kẹo mút không mẹ? Ôi, đẹp quá, cho con đi. Lại đây mà lấy, tiếp tục nào. Hôm nay mình hên ghê. Phải làm nhanh mới được. Mình sẽ cuốn màng bọc thực phẩm quanh trên bàn, rồi cuốn xung quanh cả bốn chân, tạo nhiều lớp cho thật chắc chắn nhé. Mình muốn quay Claire lại. Hả? Mẹ mới nói gì ạ? Claire, cho con bút nè. Ồ, tất hả? Con cảm thấy sức sáng tạo đang tôn trào. Giờ mình có thể dọn dẹp. Đúng rồi đấy mẹ ạ. Thử nặng dã man. Ôi không, đừng đổ. Mãi không lau được hết sơn. Sao mình lại mua bộ vẽ cho con chứ? Mẹ ơi, nhìn tranh của con đi. Ừ, xong rồi rồi. Ồ, đẹp quá đi mất. Dạ, con biết. Họa sĩ nhí của mẹ. Đó là phòng vẽ mới của con. Wow, con thích hình dán này. Con sẽ dán vào đây. Mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy ạ? Mẹ con mình phải ra ngoài đi nào. Để con lấy giày đã. Quá nhiều lựa chọn. Đôi nào đây ta? À đúng rồi, trông mình sẽ rất thời thượng. Con lúc nào cũng vậy mà. Wow, Claire, con đáng yêu quá. Ok mẹ, con đi được rồi. Lên đường thôi. Không, đeo giày vào cho hẳn hoi. Vâng ạ, con đang thử cách đeo mới. Nhanh lên không thì muộn giờ mất. Chìa khóa đâu rồi? Con là máy bay mẹ ơi. Hay đấy. Cái gì? Claire, mẹ giận gì hả? Đeo giày vào chân ngay. Nói bao lần rồi. Ai gọi vậy nhỉ? Không có thời gian đâu. Alo, chúng tôi sẽ đến sớm. Vâng, tôi biết. Mình chẳng bao giờ được chơi vui. Mẹ sẽ tự hào về mình lắm. Mình tự đeo giày không cần ai giúp. Mẹ ơi nhìn nè. Hả? Đeo sai hết rồi. Con thấy đẹp mà. Trang điểm mai cũng không ra khỏi nhà được. Sao nữa ạ? Mau lại đây, để mẹ giúp. Con đã mong là mẹ nói thế. Đưa giày cho mẹ. Rồi trả con nhé. Con đeo thế này bị ngược rồi. Phải như thế này cơ. Đây là chân bên phải và đây là chân trái. Mẹ nói gì cũng được. Con thích nghịch hình dán cơ. Claire, tập trung xem nào. Hít thở. Nhớ lại bài tập trong lớp yoga. Giờ con lại làm gì nữa? Con sẽ trở nên thật xinh đẹp. Mẹ đã nghĩ ra một ý hay. Cho mẹ mượn một hình dán nhé. Ồ, con này dễ thương nè. Mẹ sẽ dùng nó để giúp con đeo giày. Mẹ sẽ đặt đôi giày của con lên đây. Sau đó mẹ cần một cây kéo. Có vẻ thú vị đấy. Khoan, mẹ làm gì vậy ạ? Mẹ ác thế. Mẹ biết mình đang làm gì. Không sao đâu con yêu. Mẹ sẽ đặt mỗi nửa vào một chiếc giày. Dán nó vào sát rìa này nhé. Thế này nè. Giờ con chỉ cần ghép đúng hai nửa mà thôi. Vậy là sẽ tìm được đúng bên để đeo. Như thế nào nhỉ? Không, nhìn không đúng lắm. Khoan, được rồi ạ. Mẹ ơi, một đôi nè. Giỏi lắm con yêu. Thôi mau đeo giày vào đi. Hay quá đi mất. Con thấy như người lớn vậy. Con xong rồi ạ. Con là đỉnh nhất. Oh yeah. Con yêu cưng lớn nhanh quá. Lại nữa sao? Giờ là ai đây? Cứ tưởng giờ sẽ đi. Biết phải làm gì rồi. Sẽ không lâu đâu. Cho tôi 10 phút nhé. Mẹ ơi, con sửa giày nè. Rất phong cách phải không? Quá nhiều hình dán. Dán khắp mọi nơi. Con đã làm gì? Con trang trí lại. Cảm ơn con. Đúng ý mẹ. Nhưng nào mẹ con mình phải đi ngay. Khoan, mẹ đợi con một xíu. Suýt thì quên mất cái này. Lại hình dán ở đâu ra nữa? Chẳng không cần chỉnh. Mẹ thấy thế nào? Mẹ bỏ tay. Rồi, tôi có một ngôi nhà búp bê ở đây. Và như các cô thấy, nó thiếu bộ sofa. Các cô cần làm một bộ. Một cái ghế sofa sao? Không biết phải làm sao đây. Đợi chút đã, mình có ý này. Được rồi, đây là chiếc ghế. Mình phải đo kích thước của nó. Cô ấy đi đâu vậy? Thật là kỳ quặc. Mình sẽ làm cái ghế này với origami. Mình sẽ gấp đôi tờ giấy lại theo đường chéo, sau đó mở ra và làm tương tự với các góc còn lại. Bây giờ thì gấp góc này vào đường ở giữa, sau đó mở ra và làm lại lần nữa.
Giờ mình sẽ lại gấp vào giữa. Nhớ là phải miết cho thật chặt nhé. Sau đó mình sẽ lặp lại các bước với phía bên kia. Mọi thứ có vẻ ổn đấy. Và giờ mình sẽ làm với phía còn lại. Giờ sẽ đến các bước tiếp theo, gấp nhiều hơn vào giữa nào. Ở cả hai bên luôn, bắt đầu hơi khó gấp hơn rồi đấy. Được rồi, giờ thì mình sẽ mở ra một chút. Nhưng giờ mình phải gấp các góc còn lại vào phần giữa. Sau đó lại mở ra vào gấp vào đường ở giữa mà chúng ta vừa mới tạo. Và giờ chúng ta lại gấp lên. Đừng quên quay ngược lại và làm với phần bên kia nhé. Bắt đầu thành hình rồi đấy. Được rồi, mở ra và gấp lại lần nữa. Nó cần phải có hình chữ nhật. Và giờ mình có thể gấp các đầu vào phía trong để tạo thành một chiếc hộp. Phải làm với đầu bên kia nữa. Tuyệt, và giờ mình sẽ làm thêm một cái. Mình sẽ ghép hai hộp lại với nhau. Yay, phần này đã xong. Giờ đến miếng giấy nhỏ này. Mình sẽ gấp đôi lại mà không miết và gắn nó vào một đầu. Đầu này nữa. Để làm thành ghế sofa. Bạn biết gì không? Ghế sofa phải có gối. Ta-da! Dễ thương quá! Đây là ghế sofa của tôi, thưa phù thủy. Làm tốt lắm. Phải đo hết tất cả các chiều. Ha, được rồi, giờ mình cần tính toán một chút. Thật là lạ khi cô ấy chưa quay lại. Oh, cô ấy ngủ quên rồi. Chà, mình thật hài lòng với kết quả. Mình sẽ đặt cái ghế sofa nhỏ ngay đây trong ngôi nhà búp bê. Thử thách tiếp theo, tôi muốn các cô làm cái này. Được rồi, chắc là mình làm được đấy. Hãy bắt đầu với tờ giấy này. Không biết cách hay nhất để làm chiếc thuyền giấy này là gì nhở? Nhưng trời ơi, ước gì mình có một chiếc thuyền thật. Ra khơi trên con sóng màu xanh, nắng và gió luồn qua kẽ tóc. Cảnh đẹp và thật thư giãn. Mình có thể dành cả mùa hè trên thuyền luôn. Có vẻ cô ấy lại đang phiêu lưu trong thế giới tưởng tượng rồi. Cô ấy sẽ tụt lại phía sau mất. Hơn là mình nên làm cô ấy chú ý. Sao cơ? Chúng ta phải gấp thuyền trên giấy đi nàng. Đúng rồi, để tớ làm nhé. Mình sẽ bắt đầu gấp đôi theo chiều dài của tờ giấy. Được rồi, khởi đầu tốt đấy. Bây giờ mình sẽ xoay nó lại và gấp ở đầu bên kia nữa. Phải gấp cho đẹp và miết thật chặt. Được rồi, mình sẽ mở nó ra rồi lại gấp xuống. Cũng giống như làm máy bay giấy vậy. Nhưng dĩ nhiên không phải là máy bay, mà là chiếc thuyền. Mình sẽ gấp phần này lên, có hình dạng chiếc thuyền rồi đấy. Hoặc nếu không phải thuyền thì sẽ là mũ thuyền trưởng. Được rồi, bước này sẽ khó hơn một chút đây. Mình sẽ mở nó ra rồi gấp xuống lại. Sau đó luồn cạnh này xuống cạnh dưới để nó thật phẳng. Quay lại để gấp các góc lên. Nhìn này, mình làm được một hình tam giác rất đẹp. Nhưng vẫn chưa phải là thuyền. Phải lật nó qua đây. Và bây giờ là bước cuối cùng. Wow, nhìn này, mình kéo nó ra và giờ nó đã thành một chiếc thuyền rồi. Thành quả rất đẹp, thích thật đấy. Giờ chúng ta có hai chiếc thuyền nhỏ, đều rất đẹp. Hai cô làm tốt lắm, cả hai đều vượt qua thử thách này. Này, đợi đã, đi với tớ, chúng ta sẽ thử trò này. Này, các cô đi đâu vậy? Này, bồn tắm đầy rồi, cậu sẵn sàng ra khơi chưa? Hí, nhìn kìa, chúng nổi được đấy, dễ thương ghê. Ồ, chúng bắt đầu ướt sũng rồi. Chả, chúng chỉ là giấy thôi mà. Chắc chắn phải làm móng tay rồi. Oh, các cô sẵn sàng chưa? Được rồi, đây là thử thách tiếp theo. Móng tay, hiểu rồi. Đến lúc lấy đồ nghề làm móng ra rồi. Để xem nào, bắt đầu từ đâu đây? Màu xanh này đi, sẽ hợp với bộ đồ của mình đấy. Được rồi, giờ bắt đầu dán mấy cái này lên. Yay, nhìn chúng nè, thử thách hoàn thành. Sao cơ? Ờ không, ý tôi không phải như vậy. Wow, bộ móng của cậu trông thật buồn cười. Mình sẽ gấp origami thôi. Mình sẽ lấy góc này và gấp một nửa xuống cạnh kia. Sau đó là góc còn lại để có một hình tam giác ở trên. Giờ đến góc này, thêm một hình tam giác. Và cho góc cuối cùng nữa. Được rồi, mình phải gấp chỗ này lên trên cùng. Sau đó gấp chéo lại. Giờ mình đã có một hình tam giác hoàn chỉnh. Tốt rồi, tiếp theo mình sẽ mở nó lại và gấp góc này xuống. Mình gấp phần này vào trong nữa. Sau đó gấp phần cuối cùng lên. Thử thách này có nhiều bước gấp thật. Nhưng mình vẫn muốn miết thật kỹ, dù giấy càng lúc càng dày.
Bước này hơi khó một chút đây, mình phải mở cái này ra và gấp góc vào. Nhưng xong rồi, nhìn này, mình có thể cho ngón tay vào đây đây. Ta-da, xem bộ móng tay này nè. Ghê quá, làm tốt lắm. Sao móng của mình không đẹp bằng chứ? Cậu phải thấy mặt cậu lúc này đấy. Sao cũng được, cậu thật xấu tính. Các cô nghĩ thử thách tiếp theo là gì? Con xíu, đây là thử thách tiếp theo. Không biết phải gấp nó như thế nào nhở? Yeah, mình không biết bắt đầu từ đâu. Mình biết nên làm gì rồi. Mình có tai nghe. Mình sẽ nhét vào tai. Cái này sẽ có tác dụng đấy. Bật danh sách bài hát thôi. Yay, hay quá, đúng kiểu mình thích. Đến lúc gấp giấy rồi. Mình sẽ bắt đầu cách gấp góc này lên góc kia thông thường. Sau đó đến các góc còn lại. Tiếp theo, gấp cạnh này lên cạnh kia. Miết thật kỹ và sau đó thì mở ra lại. Tiếp theo, làm tương tự với cạnh còn lại. Được rồi, mình phải mở nó ra, sau đó là đến bước hơi khó một chút. Mình phải dùng các nếp gấp hiện có để làm hình tam giác này. Giờ mình phải gấp cạnh nhỏ này vào đường ở giữa mới tạo ra. Tốt rồi, cạnh còn lại nữa. Rồi góc nhỏ trên cùng này phải gấp xuống, nhưng sau đó gấp lên lại. Lật ngược hết lại, rồi thực hiện các bước gấp tương tự. Được rồi, quay lại phía trước và mở nó ra một chút. Một bước gấp khó hơn ở đây, nhưng giờ trông nó giống viên kim cương rồi. Được rồi, giờ đến bước gấp các cạnh nhỏ, chúng cũng khá nhỏ nữa. Nhưng hãy cứ miết thật chặt nhá. Tiếp theo là gì? Dĩ nhiên là lật ngược lại và làm tương tự rồi. Mình thích bước này, nó rất thú vị. Phần trông giống cái chân nhỏ này giờ gấp lại. Sau đó gấp phần này xuống, nó bắt đầu thành hình rồi đấy. Dùng kéo, phải cắt lên đến chỗ ở giữa luôn nhá. Giờ cái cánh sẽ trông như thế này, và cả cái cánh kia nữa. Sau đó gấp những vạt nhỏ đã được cắt ra như thế này. 1, 2, 3 lần gấp. Yay, nhìn nè, mình đã làm xong con sếu origami. Dễ thương quá, nhìn này, nó có thể nhảy kiểu con sếu luôn. Ok, cô ấy lại chìm đắm vào đó rồi. Này, cậu đang làm gì vậy? Tớ đang nghe playlist, cậu thử xem. Oh wow, hiểu rồi, playlist này đỉnh thật đấy. Mình nghĩ mình cũng phải gấp thôi. Woo, nhảy đi, sếu nhỏ. Yay, con sếu của mình cũng xong rồi và đã sẵn sàng nhảy. Nhìn chúng kìa, nhảy rất sung luôn. có chuyện gì ở đó vậy? Nhạc nhẽo ở đâu ra thế? Mình cũng muốn nhảy nữa. Chán quá nhở. Phù thủy đã quay lại. Để xem lần này anh ấy có gì nào. Thử thách tiếp theo là bông hoa. Bắt đầu thôi. Được, mình biết phải làm gì rồi. Hey, yeah, hy vọng anh có thể giúp tôi. Cảm ơn nhé. Đây thưa cô, ký chỗ này nhé. Tốt rồi, và đây là hoa hồng của cô. Chúc cô một ngày vui vẻ. Phù thủy ơi, tôi có hoa hồng rồi. Sao cơ, ý tôi không phải như vậy. Thôi nào. Được thôi, để tôi làm cách khác vậy. Đúng rồi, một ít chỗ này, thêm một chút ở đây. Và giờ thì cắt thôi. Được rồi, mình nghĩ như vậy là xong rồi đấy. Ta-da. Cái gì vậy? Xem ra cậu lại thất bại ở thử thách này rồi. Đã đến lúc làm một cái gì đó với kéo. Nhưng trước tiên, lại gấp giấy nào. Nào, để mình dùng cây thước và bút chì này vẽ một đường thẳng. Được rồi, giờ mình đã sẵn sàng để cắt. Mình sẽ chỉ cắt cho đến chỗ đường thẳng đã đánh dấu. Từ đầu này đến đầu kia. Giờ mở ra. Chà, trông cũng ra gì đấy. Giờ dán keo ở phần dưới này, sau đó gấp nó lên và dán chắc vào chỗ keo. Giờ mình cần thêm keo và ống hút màu xanh lá. Mình sẽ dán keo xung quanh đầu ống hút này. Được rồi, mình sẽ để ống hút vào tờ giấy. Chỉ cần tiếp tục cuộn giấy vào ống hút thôi. Cứ tiếp tục nào. Và bây giờ hãy làm tiếp với một tờ giấy khác. Thành quả khá đẹp đấy. Yay, mình xong bông hoa rồi. Tôi đã thấy thành quả của cô rồi. Tốt lắm.
Sao cơ? Ờ, tớ nghĩ anh ấy đúng đấy, nó khá là đẹp. Ủa, cậu ấy có vẻ buồn. Này, nhìn nè, tớ làm cho cậu một bông đây. Ôi, bông màu tím, cảm ơn cậu nhiều nhá. Cậu đúng là bạn tốt. Ồ, tình bạn đã được hàn gắn. Ngủ đã mát quá. Cái quái, ông già Noel hay lại gầu của mẹ. Mình phải điều tra mới được. Wow, hãy nhìn xem, mình sẽ đi theo để xem dẫn đến đâu. Biết ngay sẽ hiệu quả mà. Và tất cả nhờ vào cái bìm này. Dễ làm lắm luôn đấy. Chỉ cần đổ chất thấm hút ở bên trong bìm ra, để một cái bát ở dưới, rồi đổ nước vào nè. Không cần nhiều đâu. Vậy là được rồi. Giờ thì phải nhúng tay vào. Mình muốn bóp cho hỗn hợp này tơi ra. Mình sẽ bóp cho nó giống với bông tuyết. Tiếp theo, mình sẽ rải trên sàn. Mình sẽ nhấn bốt lên để trông nó giống bước chân. Bên ngoài đang lạnh nên mình phải quấn khăn cho ấm. Ý hay đó con yêu, chúng mình cần thêm vài lớp nữa. Ấm áp thật đó. Vậy là xong rồi đấy. Wow, lạnh thật đấy. Mình chọn cây thông Noel nào. Ồ, cây đó được đấy, qua lấy đi. Cây này để trong phòng nhà mình là chuẩn. Wow, khoan đã. Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Mau chạy đi. Này, quay lại đây. Phù, về nhà rồi. Suýt thì bị bắt đấy. Nhưng chúng mình vẫn chưa có cây thông Noel. Mình rất tiếc con yêu. Hẳn phải có cách gì đó chứ nhở. Khoan đã, con có một ý tưởng. Nhìn này, con sẽ làm cây. Mẹ thấy thế nào? Rất đáng yêu con à. Mà chờ một chút, mẹ biết phải làm gì rồi. Có lẽ chúng ta không cần cây trong rừng đâu, tự làm cây được mà. Đầu tiên, mẹ cần một miếng bìa các tông lớn, rồi mẹ bọc giấy màu xanh lá. Giờ mẹ sẽ vẽ hình xoắn ốc lên giấy, vẽ từ tâm ra bên ngoài như thế này này. Vậy là được rồi, tiếp theo mẹ sẽ cắt ra. Mẹ sẽ dùng bút chì chọc các lỗ nhỏ trên bìa các tông. Mẹ sẽ làm thế 4 lần, tạo thành dấu X. Tiếp theo, mẹ cần dây ni lông. Mẹ sẽ xỏ dây từ lỗ ở vòng ngoài, sâu vào tận tâm luôn nhé. Mẹ sẽ làm tương tự ở 4 mặt. Mẹ sẽ buộc nút trên sợi dây cho thật chắc. Sau đó thì đặt lên cột màu xanh và nhẹ nhàng kéo nó xuống đáy. Tiếp theo, mẹ sẽ cần đến súng bắn keo. Mẹ sẽ phun một chút keo lên trên bìa các tông, cứ phun theo đường hình xoắn ốc nhé. Giờ thì gắn tán lá lên đó. Mẹ phải làm thật nhanh trước khi keo khô lại, trông giống y như thật. Cây thông Noel phải có ngôi sao. Xong rồi nè, mẹ ơi, con thích lắm. Đúng ý con luôn đó mẹ. Có không khí lễ hội rồi. Mình phải để tất cả mọi người biết bánh quy này là cho ông già Noel. Sẽ không ai được đụng vào. Mong là ông thích bánh. Đặt giấy ghi chú ở đây nè. Ok, đến giờ đi ngủ rồi. Con sẽ ngủ thật ngon nhé. TV, bánh quy và coca. Còn gì tuyệt hơn được nữa. Không, hết bánh quy mất rồi. Đi kiếm thêm nào. Hẳn phải có bánh kẹo gì đó ở trong này. Trông được đấy. Ngon phết này. Hôm nay là ngày may mắn của mình. Hình như mình nghe thấy gì đó. Ông già Noel sao? Đợi đã. Bánh quy mất tiêu rồi. Nãy ở đây mà mẹ ơi. Sớm quá ông già Noel chưa đến. Thế thì chỉ có một khả năng. Thoải mái quá đi mất. Nhìn bố kìa, kẻ trộm bánh quy. Sao bố dám? Bố to gan thật đấy. Bố có tội gì? Con có muốn ăn bánh quy không? Không, bố đang đùa con à. Ok, thế còn em thì sao? Tiếp tục đi. Đúng rồi, bánh quy giòn, ai cũng thích bánh quy giòn. Con không muốn bánh quy giòn. Sao lại thế này cơ chứ? Bánh quy giòn. Ồ, người đàn ông ngây thơ. Không, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Ông già Noel sẽ giận lắm. Con nói ông già Noel à? À, bánh cho ông ấy. Không sao, bố biết cách xử lý. Mình sẽ phun kem phủ lên bánh quy giòn. Kem phủ sẽ giống như keo. Các miếng bánh sẽ dính chắc với nhau. Mình sẽ làm thành hình tam giác. Sau đó phun kem phủ ra ngoài. Mình sẽ phun vào cả hai bên. Nhìn mà cũng thấy đói rồi. Mình sẽ đặt bóng ăn được lên. Tiếp theo, mình sẽ phun kem ở rìa ngoài của bánh quy giòn. Rồi nhẹ nhàng rắc cốm rắc lên. Tiếp theo, mình sẽ đặt kẹo gấu dẻo vào trong nhà bánh quy giòn. Trông đẹp phết đấy chứ. Sẵn sàng cho ông già Noel rồi. Chắc ông ấy thích bánh này hơn đấy. Mình muốn thử ghê cơ. Không, phải kiềm chế.
mình sẽ đặt ở đây cho ông già Noel. Hay lắm mẹ ơi. Giờ thì đợi nào. Được rồi, đi thôi. Ho ho ho. Bánh nhìn ngon quá, khỏi ăn kiêng nữa. Ú là lá, nhìn kìa, hàng xóm đang treo vòng hoa lễ hội kìa, nhìn đẹp quá đi mất. Mình cũng muốn treo vòng hoa. Để xem có gì nào. Lấp lánh quá nè. Nhưng không có vòng hoa. Piu piu. Con đang làm gì vậy? Thôi kệ đi, xem đồ trang trí tiếp nào. Xem công phu mẹ ơi. Mẹ nhìn con này. Tuyệt vời ông mặt trời, đây sẽ là kỷ lục mới. Ảo, cái gì vậy? Cẩn thận con yêu. Ồ phải, con xin lỗi. Khoan đã. Mẹ có một ý tưởng. Naomi, con yêu, đưa xốp đây cho mẹ. Con biết mẹ sẽ nói thế mà. Đúng thứ mình cần rồi này. Đến lúc vào việc rồi. Mình sẽ uốn xốp thành hình tròn và dán cố định lại. Giờ mình sẽ nhỏ một đốm keo lên bóng trang trí và rồi dán vào miếng xốp. Đã đến lúc làm tương tự ở bên ngoài rồi, không muốn có khoảng trống nào cả. Mình sẽ đặt bóng trang trí đỏ ở giữa, rồi mình sẽ nhét bóng nhỏ màu vàng vào các khoảng trống. Tiếp theo, mình sẽ thêm nón thông. Điều này sẽ tạo không khí Giáng sinh hơn. Còn nhánh cây thì sao ta? Và tất nhiên, chúng ta cần kim tuyến. Vậy là xong rồi đấy. Thật hoàn hảo. Còn thấy thế nào? Trong này có quá trời đồ trang trí. Có quả bóng này, trông đơn điệu thật. Không, còn cái gì nữa ta? Cái này đẹp hơn nè. Chuẩn không cần chỉnh. Còn nữa, tuyệt, mình sẽ lấy hết. Naomi, mình cần thêm bóng trang trí. Có ạ. Chậm nào, không muốn làm rơi đâu. Con đang đến đây mẹ. Wow. Ouch. Ôi không, vỡ bóng rồi. Không thể treo lên cây nữa. Con xin lỗi mẹ. Con làm hỏng Giáng sinh rồi. Không sao đâu con yêu. Để xem ở trong này còn gì. Chỉ còn bóng trong suốt thôi à. Mỗi thế. Không sao. Tuyệt, làm rách cả bít tất. Chán như con rán. Mẹ chưa thấy nhá. Mình đã nghĩ ra cách rồi. Đầu tiên là tháo nắp ra. Mình sẽ luồn bóng trang trí vào bít tất Giáng sinh. Mình sẽ đẩy xuống tít chỗ ngón chân. Thêm một xíu nữa thôi. Hoàn hảo. Giờ mình cần một cây kéo. Mình sẽ cắt bít tất ngay phía trên quả bóng. Tiếp theo, mình cần súng bắn keo. Mình sẽ phun keo ở phía trên quả bóng. Thế này này, cần thật nhiều keo. Giờ mình sẽ dán tất lên chỗ keo. Nhấn ngón tay xuống cho nó dính chặt nhé. Mình không muốn có khoảng trống nào. Mình sẽ ghim nhẹ bít tất. Giờ thì đóng nắp lại như cũ. Và mình thêm một chi tiết cuối. Nơ màu đỏ thật xinh. Vậy là có thể treo lên cây rồi. Đẹp hơn bóng trong suốt rất nhiều phải không? Mẹ ơi, đẹp quá đi mất thôi. Nhưng mẹ dùng hết tất của con à? Có lẽ ông già Noel sẽ tặng con đôi mới. Cây này còn thiếu một thứ. Đèn nhấp nháy trang trí. Đẹp tuyệt bố mẹ ơi. Tràn ngập không khí Giáng sinh. Cả ngày chỉ mong đến giờ phút này. Một tách trà nóng sảng khoái. Chẳng gì có thể phá hỏng khoảnh khắc này. Mẹ ơi! Mẹ làm gì đấy? Cục cưng của mẹ dễ thương quá. Nào, uống trà thôi. Woohoo! Con có cánh này. Mẹ có thấy không? Có. Mẹ chỉ muốn một ngụm trà. Thế là quá đáng lắm sao hả trời? Con là cô tiên Giáng sinh. Đừng có khuya khoáng trước mặt mẹ. Trời đất ạ, dừng lại ngay. Vâng ạ, thế thì con sẽ bay. Woohoo, bay cao. Dừng lại. Con ngồi im được không? Thế chán lắm. Whee! Naomi. Con không sao ạ, thật đấy ạ. Mà chờ một chút, cánh gãy rồi làm sao con bay được nữa. Đúng là thảm họa mà. Không công bằng. Sao vậy con, có chuyện gì? Gãy cánh rồi ạ. Mẹ làm gì đi? Đừng khóc, mẹ đây mà. Để mẹ lau nước mắt đã nhé. Ủa, nước mũi tùm lum luôn. Mẹ không cần thấy cảnh đó đâu. Khoan đã. Tự dưng nghĩ ra một ý. Đầu tiên mình cần móc áo kim loại. Mình sẽ dán băng dính vào một đầu. Cứ dán như vậy khắp cái móc áo. Tiếp theo, mình sẽ gấp miếng giấy này. Rồi đặt lên trên băng dính. Thêm các miếng giấy này. Mình muốn tạo nhiều lớp. Mình sẽ làm tương tự với móc áo thứ hai. Mình sẽ ghép các móc áo với nhau làm thành đôi cánh. Đẹp quá đi mẹ ơi. Còn đẹp hơn con tưởng tượng nữa đấy.
có cánh rồi, con chắc chắn sẽ bay cao. Woohoo! Nhìn cưng chưa kìa, con chóng mặt quá mẹ ơi. Giờ mẹ được uống trà chưa nào? Chào xin. Dạ. Bố thích mùi hương trong này chứ? Sandwich nè, cho bố một cái. Được ạ. Bao nhiêu? Dạ. Chừng này bố ạ. Bố cầm lấy đi. Bố muốn mua một chiếc sandwich. Rất hân hạnh, đây là chiếc sandwich ngon nhất bố từng được ăn đấy. Con sẽ làm bánh ngay và luôn. Thêm thịt sông khói nữa. Nhìn chiếc bánh hấp dẫn này đi. Chúc ngon miệng. Chà, nhìn ngon quá, cảm ơn con. Hả? Gì cơ? Bố trở thành người máy siêu cấp. Người máy thích sandwich nhỉ? Tuyệt vời ông mặt trời. Càng lúc càng ra không khí bữa tiệc rồi đấy. Và mình đã làm từ đầu đến cuối. Mong là Madison thích nó. Không thể quên gói quà cho bé được. Và quà đã được gói rất chuyên nghiệp. Cảm ơn rất nhiều. Con bé kia rồi. Mình đặt món quà ở đâu ta? Con bé sẽ không ngồi đây nhỉ? Chúc mừng sinh nhật. Con đã thêm một tuổi. Và chúng ta hãy ăn mừng thôi. Woohoo! Ôi không, món quà kìa, không ổn chút nào. Quà của con đâu ạ? Con nhắm mắt vào đi nhé. Làm sao bây giờ? Có gì cứu vớt được mình không? Chuẩn luôn, mình có thể chế tạo đồ hay ho. Dùng keo nóng làm nền cho hình vuông, rồi đặt một miếng lên trên, rồi thêm một miếng nữa, rồi thêm một miếng to ở mặt bên. Đó, sau đó thêm vài miếng nữa ở giữa. Dùng kéo gắn chặt que này lại, rồi đặt miếng này lên trên cùng. Giờ thì gắn nó vào giá đỡ. Vậy là mình đã có nhiều hộp rồi. Thêm các hương vị riêng vào này, rồi cho kẹo vào trong thôi. Mình đã chọn toàn loại Madison thích. Con bé sẽ mê cho coi. Đây đúng là món quà hoàn hảo. Mở mắt ra nào. Chúc mừng sinh nhật con yêu nhé. Bố tặng con thật ạ. Con muốn lấy kẹo gấu dẻo trước tiên. Tuyệt. Màu đỏ cũng là màu yêu thích của con. Đây là sinh nhật tuyệt nhất quả đất. Giờ thì ăn tới sô-cô-la. Viên này bự quá. Để bố giúp con lấy kẹo bên này nhé. Khi nào dừng nói bố. Wow, của con hết. Kẹo cho bé kẹo của bố. Tiền ơi mưa đi. Đó là việc mình làm cả ngày luôn. Oh yeah. Mình có quá trời tiền luôn bé. Có vẻ chúng ta phải dọn dẹp rồi. Bố sẽ giúp con dọn nhé. Làm ơn đừng ném nữa thật đấy. Không á. Không ai được sai con làm gì. Ôi trời đất ơi. Thế là đủ rồi Madison. Nào mau quay lại cho bố. Từ từ. Bố quá già cho trò dở hơi này rồi. Tiếc là bố già thật. Mình đã làm gì mà phải chịu cảnh này. Khoan. Mình đã biết cách ngăn cản sự điên rồi này. Và mình chỉ cần bìa các tông thôi. Đặt hai chốt gỗ vào giữa hình vuông và lồng lò xo ra ngoài chúng. Giờ thì đặt mảnh này lên trên, rồi gắn các mảnh xung quanh nó. Đôi mắt vui nhộn ha. Chút màu sắc cho thật sống động nè. Muốn xem các tác phẩm của bố không? Wow. Rất dễ thương phải không? Xem mà học này. Cậu đói rồi phải không nhóc? Ăn đi. Hả? Bố ơi cho con thử với. Thật không thể tin nổi. Yay. Được rồi. Chuẩn rồi đấy. Và giờ xem Mai đang nhặt đồng xu kìa. Thế này vui hơn nhiều nhỉ. Yeah. Chắc chắn là cậu ấy đang đói bụng. Vui quá đi mất. Của con này. Được rồi cả lớp. Ai muốn lên giúp cô nào? Để cô xem nào. Hả? Em là học sinh duy nhất mà. Còn ai khác chứ? Được rồi. Em. Dĩ nhiên. Cô biết em thích thử thách mà. Em sẽ cố hết sức thưa cô. Cô cũng chỉ cần thế thôi.
Được rồi. Có vẻ rất thú vị. Nhưng không cần phải lo lắng, cô sẽ điều chỉnh một chút xíu. Giờ sao em không thử lại đi? Vâng, thưa cô. Em không hiểu viết số có gì khó, chỉ cần tô chữ như thế này. Mình chắc chắn sẽ đạt điểm A thôi. Số 4 rồi. Thêm một số nữa thôi. Em đã hoàn thành rồi thưa cô. Úi, hơi bị nguệch một tí. Ta-da! Ôi trời đất ơi! Cô ghét phải làm điều này nhưng... có lẽ cái này sẽ giúp mình. Em gửi cô ạ. Chà! Chúng ta thử lại lần nữa nhé. Xem nào. Cô đã tìm ra giải pháp cho vấn đề rồi. Không cần cái đó. Nhưng cái này ổn nè. Chuẩn. Chỉ cần bắt đầu bằng tấm hình chữ nhật và vẽ các số vào một mặt. Ok, cô đây. Dùng thử xem. Em chẳng cần đến cái đó đâu. Xin lỗi, cô quên mất một chi tiết. Đầu tiên chúng ta cần kim tuyến. Nhìn cô rắc xuống đây nhé. Vậy là chúng ta đã có số rất đẹp, thấy không? Chà, lấp lánh đẹp đấy ạ. Vậy hãy thử một lần nữa được không? Em biết phải làm gì rồi đấy. Xem phép màu đây. Mịn như bơ luôn. Cô có đồng ý không? Giờ thì nhấc khuôn tô ra nào và hãy nhìn thành quả đi. Số đẹp ngay ngắn luôn ạ. Và thế nghĩa là gì nhỉ? A cộng. Đúng rồi, xin một tràng pháo tay. Trời, hôm nay mình đói như con sói. Ôi chà. Quay lại làm việc thôi. Hay là mình rửa đống bát nhỉ? Thôi nào, đừng trì hoãn nữa. Con yêu. Con đây rồi. Dạ. Đến lượt con rửa bát rồi đấy. Không có đâu ạ, con mới làm việc nhà rồi. Đến lượt bố chứ. Để bố nghĩ về chuyện này chút. Thực ra là bìa các tông sẽ phát huy tác dụng đấy. Bố có một ý tưởng cực hay. Sau khi cắt thành các mảnh thế này, hãy phun keo nóng lên rìa. Sau đó gắn các mảnh vào đó. Sau khi xong xuôi tất cả, hãy đặt kẹp quần áo ở đấy nhé. Và đặt các ký hiệu trên đó. Vậy là chúng ta hoàn thành rồi. Còn có muốn chơi pinball không nào? Tuyệt. Ai thua sẽ phải rửa bát nhé. Đồng ý hai tay. Sao con không chơi trước Madison? Lên. Lần quá khúc bán nguyệt đó đi. Gần đến rồi. 20 điểm. Tuyệt. Ok, đưa cho bố thử xem nào. Ha. Ôi không. Có vẻ bố phải rửa bát rồi đấy ạ. Chúc may mắn lần sau. Rửa bát thế nào rồi bố? Rửa hộ con nữa nè. Con cảm ơn. Pinball, mình đã nghĩ gì chứ? Đến giờ đi ngủ rồi. Cảm giác thật tuyệt vời đó. Sẵn sàng với màn chạy ngón chưa nào? Tôi sẽ khiến mọi người bùng nổ màng nhĩ. Madison, muộn quá rồi, còn chơi rock nữa. Điệu con mới học nè. Làm ơn, để yên cho bố ngủ đi. Vâng. Vậy con sẽ chơi trong im lặng. Đêm này sẽ là một đêm dài. Woohoo! Dành cho các fan hâm mộ. Yeah. Đủ rồi đấy. Có phải hộp đựng guitar của Madison không? Đây là đáp án cho lời khẩn cầu của mình. Cuối cùng cũng thấy hy vọng rồi. Hãy gặp guitar bìa cứng đi. Bút chì nè, cắt làm đôi nhé. Đặt chúng ở đây. Và dùng cái dùi tạo vài lỗ. Rồi dùng dây để tạo. Dây vào đây nhé. Dán lại cho chắc ăn nè. Giờ thì dùng keo nóng ở phía sau. Vậy là xong. Trông cũng ra gì và này nọ đấy. Tới đâu hay tới đó.
Bố sẽ đổi cái này lấy cái này. Chuyện này mượt hơn là mình tưởng đấy. Nhẹ cả người. Chúc ngủ ngon ngôi sao nhạc rock của bố. Sẵn sàng vui chơi cho Teddy. Nhảy lên thật cao nè. Ôi không, mình đã làm gì? Mình là quái vật. Annie. Mẹ ơi, Teddy của con kìa. Ôi đừng lo nhé, mẹ đã có cách rồi. Mẹ chỉ cần băng dính trong suốt, cắt một dải nhỏ ra nè. Sau đó mẹ dùng bút màu hồng tô vào. Mẹ sẽ tô kín luôn nè. Tiếp theo mẹ đặt một ống hút ở giữa. Giờ thì gấp băng dính lại, rồi thổi vào ống hút thế này. Một quả bóng tuyệt đẹp. Mẹ sẽ véo đầu bịt kín lại. Mẹ sẽ làm thêm các quả bóng to nhỏ khác nhau. Giờ thì dán các quả bóng lại với nhau. Mẹ sẽ dùng bút xóa để vẽ lên băng dính. Bắt đầu với một hình tròn lớn, rồi tô vào bên trong nè. Tiếp theo mình sẽ vẽ mắt và đến mũi, rồi miệng. Quả bóng này sẽ rất đáng yêu. Mẹ sẽ dán tai bằng giấy lên đỉnh. Ồ, cưng quá trời. Rất mềm và đáng yêu nè. Ôi Annie, mẹ có cái này. Wow, cưng xỉu mẹ ơi. Con chỉ muốn bóp nó thôi. Chơi đi nè, đừng bóp mạnh quá. Phew. Em là bạn thân của chị. Chúng mình chơi nhé. Bữa trưa nhỉ? Vậy mình gặp sau, bye. Túi đâu rồi ta? Dán biển hiệu ở đây nè. À, chính thức mở cửa bán hàng. Ừ, có khách hàng kìa, con chào mẹ. Chào Chloe. Chào mừng đến với cửa hàng. Mẹ có thích món nào không? Mẹ đang vội lắm con à. 38 đô la không? Không sao hết, con cần nhiều lắm. Lại gì nữa đây? Một chú chim hồng hạc xinh. Rất hấp dẫn nhưng không nhé con yêu. Mẹ đang tìm chiếc túi xách. Con có đấy ạ. Hàng mới về hôm nay luôn. Túi của mẹ. Đưa cho mẹ nào. Trả tiền đã. Mẹ không có đồng nào cả, xin lỗi. Trả không tiền không túi. Money. Nhưng rồi, thích thì mẹ chiều. Đợi đỡ. Mình chỉ cần lấy một thứ. Ừ, sáng trái. Mẹ ngốc quá đi mất. Con chỉ nhận tiền mặt thôi. Mẹ đang vội lắm Chloe. Phải làm gì bây giờ? Chờ đã. Mình có một ý tưởng. Ừ, chắc sẽ thành công. Mình sẽ cần găng tay vào hộp này. Chờ mẹ một xíu. Đầu tiên, mình sẽ cắt hộp thành các phần nhỏ. Lấy súng bắn keo nữa nè. Mình sẽ phun một đường keo mỏng trên rìa. Vậy là đủ rồi. Sau đó, mình dán nó vào miếng hình chữ nhật lớn. Nhìn xuống để hai miếng dính chặt vào nhau. Rồi làm tương tự với các miếng khác. Miếng cuối được cắt một khe nhỏ. Tiếp theo, mình sẽ cần một dải giấy. Cuộn vào nè. Siết chặt tay một xíu lúc cuộn nhé. Để thừa ra một đoạn cuối nhé. Mình sẽ trượt phần đó qua khe nhỏ. Ok đấy. Mình sẽ phun keo lên rìa của miếng bìa cắt tông hình vuông. May mà mình có đeo găng tay. Mình sẽ dán miếng này lên trên hộp. Nó nhỏ hơn một chút. Nhưng thế là đúng theo kế hoạch. Đến miếng cuối cùng rồi. Mình sẽ chỉ phun keo lên ba mặt. Đặt nghiêng như thế này nè. Ưng bụng quá đi mất. Giờ thì trang trí nó thôi nào. Mình sẽ phun keo ở các rìa. Sau đó phủ một miếng màu đen lên trên. Cẩn thận không để lại nếp gấp. Với phần thừa ra này mình sẽ dán ngay xuống bên dưới. Rồi thêm bìa cứng màu trắng. Đây sẽ là màn hình và bàn phím. Đặt các con số ở khoảng cách bằng nhau. Mình sẽ cần thẻ tín dụng. Nó đã được chấp nhận. Biên lai ra ở phía trên. Mong là Chloe thích nó. Để xem nào. Giờ con có chấp nhận thẻ không? Wow, hay quá đi mất. Cửa hàng nào cũng cần có máy quẹt thẻ. Việc làm ăn đang phát triển tốt. Vậy mẹ có thể mua túi chưa? Hả? Ồ, tất nhiên. Mẹ đã mong là con sẽ nói thế. Mẹ sẽ cài thẻ vào đây và hoàn thiện việc mua sắm. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Túi đây ạ. Ôi, được rồi, phải đi ngay thôi. Cái gì đấy? Sao nó lại ở dưới đó? Đùa tôi hay gì hả? Này, giờ mẹ phải làm thế nào cơ chứ? Cá cờ thì cá cung mẹ ơi. Mẹ hãy chuẩn bị sẵn thẻ tín dụng đi. Vroom vroom. Kíp píp píp. Suýt thì đâm vào đuôi. Mau tránh ra, chào con nào. Không gì ngăn được mình. Sha-la-la-la-la. Hút bụi cả căn phòng. Hôm nay vừa quá nè. Còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ? Shoop de boop. Mà chờ một chút. Đập chân ga. Vroom. Woohoo. Nhanh nữa, nhanh nữa. Sao nhà cửa lại bừa bộn thế này?
máy hút bụi không hút nữa. Bị sao vậy trời? Không hiểu gì cả, máy không hoạt động. Lạ thật đấy, sao lại thế được nhỉ? Ôi, phải đoán được chứ. Mẹ ơi, đi nào. Thật hả Chloe? Mẹ thì đang dọn dẹp. Để mẹ vứt vào thùng rác. Ồ, mẹ lúc nào cũng phá game. Nhưng mà nghĩ lại, chẳng công bằng gì cả. Khoan, sao mẹ lại nhìn con như thế ạ? Mẹ có một ý tưởng. Mẹ sẽ cắt hộp pizza thành nhiều phần. Sau đó mẹ lấy súng bắn keo. Bắt đầu từ miếng này, mẹ sẽ phun keo trên rìa. Vậy đủ rồi. Giờ mẹ có thể dính nó vào hình chữ nhà lớn. Rồi mẹ làm tương tự với mặt bên kia. Mẹ đã cắt một dải bìa các tông dài. Mẹ có thể thoải mái bẻ và tạo hình. Dùng keo để dán chặt nó lại. Đặt cái này sang một bên đã. Mẹ cắt một lỗ trên nắp chai nước ngọt. Rồi nhét hai ống hút qua lỗ. Mẹ muốn nó khít một chút, chứ không muốn nó bị lỏng đâu. Vậy mẹ sẽ dùng keo để cố định. Mẹ sẽ phun xung quanh phần bên ngoài nắp. Mẹ đã cắt một lỗ nhỏ ở đỉnh của bìa các tông. Sau đó nhét ống hút qua lỗ. Và ống hút chui ra ở lỗ này. Tiếp theo mẹ sẽ cần thêm nắp chai. Mẹ sẽ nhét thanh gỗ vào ống hút cao su. Ống hút hẹp hơn so với thanh gỗ một chút xíu. Tiếp theo mẹ gắn nắp chai vào hai đầu. Sau đó mẹ dùng keo để gắn mọi thứ lại với nhau. Để thử xem sao. Wow, nhìn nó chạy kìa. Mẹ sẽ trang trí các mặt dưới này của chiếc xe. Rồi thêm vào vài chi tiết cuối như đèn và cửa sổ. Mẹ sẽ lồng một quả bóng bay qua nắp chai. Xì hơi quả bóng mẹ. Cho xe chạy thử nào. Cẩn thận. Cái gì? Đây là gì? Wow, tuyệt vời mặt trời. Mẹ biết con sẽ thích mà. Con cảm ơn. Không có gì đâu con yêu. Chỉ muốn thử ngay và luôn. Chắc là được rồi đấy. Khởi động động cơ. Wow, thích quá đi. Nhanh dã man. Thôi không, ôi không. Nó mất nắp rồi. Úi, con xin lỗi mẹ. Mong là con có bảo hiểm. Mình nên nghĩ ra trò này sớm hơn. Quẩy lên nào. Lên. Trò này hơi hợp thật đấy. Đi tiếp đi mẹ ơi. Làm cha mẹ chẳng hề dễ dàng. Chúng tớ hiểu. Nhưng chúng tớ sẽ giúp bạn. Chúng tớ đã nghĩ ra nhiều mẹo hay ho giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Không cần cảm ơn chúng tớ đâu. Việc của chúng tớ mà. Mình thích màu phấn má này. Ồ, ai gọi mình vậy ta? Để nghe máy coi sao. Alo. Ôi này. Thật á, thật không thể tin nổi. Pop pop pop. Mẹ đang nghe điện thoại. Mình cũng muốn thế. Càng phải nói. Nhất định phải đến nhà. Ok, 8 giờ nha. Tạm biệt. Mình kế nghe người lớn. Nhưng mình cần điện thoại thật. Mình không nên, nhưng không cưỡng lại được. Chôm chôm nè. Con gái ngoan của mẹ. Bị lộ. Rút lui, rút lui. Mình không bạo cuộc đâu. Từ từ thôi nào. Đánh phấn cho con gái nữa Annie. Con nhột không nè. Xinh ạ. Ok, lần này. Con đang muốn ôm mẹ à. Cưng quá đi. Lại đây nào. Vâng, chính xác điều con đang cần đấy ạ. Chuyện này càng lúc càng vô lý. Mẹ phải trang điểm cho xong. Mình sẽ chẳng lấy được điện thoại. Xinh rồi đó, để lấy găng tay nào. À ha, mẹ đi chỗ khác rồi kìa. Phải nhanh chân mới được. Tụi mình đi ăn trưa nha. Đây rồi nè, mềm ơi là mềm. Nghe ok đấy. Úi. Annie, không. Đừng ra mà. Wow, mẹ làm sao hay thế. Mẹ rất thất vọng về con Annie. Con xin lỗi mẹ. Không được nghịch điện thoại của mẹ. Chờ chút. Không cần phải như vậy. Mình có một ý cực hay. Mình cần chiếc hộp này nè. Bắt tay vào việc thôi. Mình sẽ bắt đầu với một miếng bìa hình vuông. Vẽ phác thảo thật nhanh nè. Đây sẽ là viền của điện thoại. Mình cứ nhiều họa sĩ ấy. Mình sẽ thêm một vài chi tiết. Đây sẽ là các phím. Ok là đấy. Rồi vẽ đến màn hình. Tiếp theo mình làm tương tự ở bên đây. Đây sẽ là mặt sau của điện thoại. May mà tay của mình không bị run. Rồi cắt các hình ra. Dễ như trở bàn tay. Mình sẽ lật úp hai miếng này. Mình sẽ cần dùng bắn keo cho phần tiếp theo. Mình phun keo dọc theo rìa. Không cần nhiều đâu nha. Mình đã chuẩn bị sẵn một miếng bìa lượn sóng. Mình sẽ dán vào đây. Đây sẽ là mặt bên của điện thoại. Mình sẽ cuốn miếng bìa xung quanh. Thế này nè. Sau đó dán miếng bài các tông còn lại lên trên. Mình sẽ làm tương tự với các phần khác. Bắt đầu giống điện thoại rồi đấy.
Mình cần nối chúng lại với nhau. Mình có một đai kẹp kim loại nhỏ. Dùng cái này ổn nè. Mình sẽ gắn nó vào bên trong hộp cắt tông để gấp mở cho dễ, giống như điện thoại thật. Bây giờ mình sẽ tô màu cho nó. Mình sẽ dùng bút xóa để tô màu. Sau đó mình tô quanh rìa bằng bút dạ màu hồng. Mình sẽ lật nó lại và làm tương tự với mặt bên kia. Nhưng chưa xong đâu. Mình sẽ dán mèo dễ thương lên nó. Mình đã cắt một lỗ vuông trên màn hình, gài tấm hình vào trong nè. Vậy là xong rồi. Phải khoe với Annie ngay. Xem mẹ có gì nè. Để thử lại xem sao. Alo, muốn nói chuyện với Annie sao? Wow, thật không thể tin nổi. Tặng con nè. Mẹ đùa con à? Wow, tuyệt quá đi mất. Con cần gọi một cuộc rất quan trọng, mong là sẽ trả lời. Alo, Annie. Mẹ biết hôm nay có những chuyện gì không? Mẹ sẽ cười cho con. Kể cho mẹ nghe đi. Cứ tưởng nàng tiên cá vui lắm. Mẹ ơi, nghe không ổn lắm. Mẹ đang tới đây. Zoe, có chuyện gì? Nói mẹ nghe. Đồ chơi này chán mất. Đợi đã. Hử? Gì đây? Con chơi thử đi. Nhìn vui ghê. Lại đây Việt ơi. Quá trời màu sắc nè. Chơi trò này cũng vui phết. Khỏi kêu chá nữa nhé. Và đặt chú Việt lên trên. Thế thôi à? Mẹ ơi. Gì nữa vậy trời? Mình chỉ muốn đọc sách. Gì nữa? Con xếp hình xong rồi. Wow, con đúng là thiên tài. Mẹ sẽ lấy thứ khác của con đây. Chơi vui nhé và cứ thông thả. Trò này vui hơn nè. Mình cần ghép đúng các bức tranh. Khó đến mức nào chứ? À, chẳng có tiệm nào. Chán ồm. Mẹ ơi. Lại nữa à? Pikachu, dạo này cỡ sao? Sao? Nhìn này, con hoàn thành rồi. Chắc chắn phải có gì đó cho con chơi. Xem nào. Trời ơi, nghĩ đi. Không, không có gì. Phải làm sao bây giờ? Khoan, không biết là... mình biết cách rồi. Thứ này sẽ giải quyết vấn đề. Chờ mẹ chút con yêu. Mình sẽ cần một miếng bìa cắt tông và một cây kéo nè. Mình sẽ cắt các góc, cắt theo đường cong vậy nè. Chuẩn luôn đó. Đã đến lúc sáng tạo rồi. Mình cần một chiếc bút dạ cho phần tiếp theo. Vẽ một hình vuông nhỏ ở trên bìa cắt tông. Sau đó chia nó thành nhiều ô nhỏ. Mình đang tạo hình lưới, rồi đánh số từng ô vuông. Bây giờ mình sẽ cắt lưới ra. Cái này để tạm sang một bên đã. Lấy một tờ giấy màu hồng nha. Mình sẽ bọc giấy vào hình vuông. Sặc sỡ quá phải không? Đặt hình vuông lại. Mình sẽ thoa hồ dán vào phía sau nó. Cứ thoa thật nhiều vào nè. Đây sẽ là khung. Tiếp theo mình sẽ cần một tờ giấy trắng, rồi vẽ hình trái tim lên đó. Sau đó vẽ hình Pikachu. Mình không muốn vẽ hỏng một tẹo nào. Thế này sẽ giúp Chloe giải trí. Quá trời áp lực lên người mẹ. Rồi tô màu thật nhanh nè. Phải tô màu cả Pikachu nữa. Tức gì mình cũng có má hồng như vậy. Một tác phẩm nghệ thuật. Quay lại với lưới nào. Mình lật nó lại, bôi hồ dán lên trên. Giờ mình sẽ dán bức tranh vào. Miết để không bị nếp gấp. Mình có thể cắt thành nhiều miếng. Đã đến lúc đặt nó vào khung. Mình sẽ xếp các miếng như thế này. Vậy là có tranh xếp hình dễ thương. Ok, hoàn thiện rồi đó. Chloe sẽ rất thích. Suýt thì quên mất. Mình cần thay đổi vị trí. Chloe, mẹ làm cho con nè. Cậu có nhìn thấy không Pikachu? Tuyệt cú mèo. Vậy là thành công rồi. Bắt đầu thôi. Có vẻ khó đấy. Mình sẽ trượt miếng này sang đây. Và di chuyển miếng này. Mình phải tập trung cao độ. Và mình cần thư giãn. Khoan, mình muốn kiểm tra cái này. Chuẩn không cần chỉnh. Đây là miếng cuối cùng. Mẹ! Nghiêm túc đấy hả? Gì? Mẹ xem nè. Pikachu. Con đã xem đúng rồi này. Mẹ rất tự hào với bé. Con muốn làm lại nữa. Vui lắm ạ. Mẹ nhanh lên.